Cô gái bị ép gả thay cho người chị cùng cha khác mẹ, không ngờ khi tới mới biết đã bị cha mẹ mình gạt, gả cho một tên lưu manh nổi tiếng ở nông thôn. Người chị vì muốn để cô triệt để ở lại nông thôn, còn tìm về một đám tay sai, định đánh cho cô tàn phế, vĩnh viễn không thể quay lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chai bia đã đập tới, anh chồng chỉ vài ba chiêu thì đã giải quyết hết đám tay sai này. Để xoa dịu vợ mình, anh chồng đã đưa hết tài sản cho cô ấy. Cô gái nhất thời bị món đồ trong đó làm cho ngơ ngác. Cô chẳng thể ngờ rằng anh chồng lưu manh của mình lại thương mình tới vậy, còn nói với cô hãy an tâm, những thứ này không phải trộm cũng chẳng phải cướp, yên tâm đi, không phải trộm cũng không phải cướp, lai lịch đàng hoàng. Xin lỗi anh. À đúng rồi, ngày kia cô về nhà mẹ, tôi sẽ không đi với cô đâu, dù sao mình về cũng là vì đòi lại tiền. May là anh ta không đi. Khi cô về tới nhà, không ngờ bố mẹ không có ở nhà, càng quá đáng hơn là bố mẹ lại đưa 300.000 của hồi môn cho chị gái mua vòng cổ kim cương. Lần này thì cô gái đã nổi điên rồi, bởi vì đã nói số tiền này để đưa cho mẹ ruột cô làm phẫu thuật. Bất đắc dĩ cô gái chỉ đành bỏ đi, nhưng tất cả đều bị thuộc hạ của anh chồng giám sát hết. Tam ca, Hứa tiểu thư ra rồi, cô ấy thế nào, trông có vẻ không tốt lắm. Chết tiệt, dám bắt nạt người phụ nữ của tôi. Tôi đã hỏi thăm rồi, người làm của nhà họ Hứa nói cô ấy không có đòi được tiền cưới, còn bị chị cô ấy làm được một phen. Chịu ấm ức. Của hồi môn của cô ấy là bao nhiêu tiền? Hình như là 300.000, mảnh đất mà Hứa ra đang đấu thầu. Chị giá bao nhiêu? 1 tỷ. Tốt lắm, vậy thì dùng mảnh đất này để cho mấy người của Hứa ra kia, cho cái đầu không tốt của chúng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiểu thư, cái vòng tay này của cô, đó là kiểu kinh điển, bây giờ đã rất hiếm thấy được, thứ nào có chất kim chất ngọc tốt hơn cái này. Vậy có thể bán được bao nhiêu tiền? Số này. 1.000. 10 triệu. Cái gì? Có được 10 triệu này, đừng nói là tiền thuốc men của mẹ, cho dù là sau này cuộc sống của cả nhà mình đều có bến đổ rồi. Tiểu thư, cô là không hài lòng với cái giá này hay gì? Nhưng mà đây là quà cưới của Ngô Phong tặng mình, chúng ta đều đã kết hôn rồi, theo lý thì cô là quản gia, vì vậy tôi đem tất cả tài sản của mình giao hết cho cô. Người ta đã đưa cho mình hết toàn bộ gia tài, mình lại đi nghĩ bán để lấy tiền. Tiểu thư, chuyện giá cả có thể thương lượng lại, tôi không bán nữa. Anh biết cả cái này cơ à? Vậy cô nghĩ một người từng đánh nhau ngồi qua tù, anh ta nên biết cái gì? Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ là không ngờ rằng anh biết nhiều như vậy. Nhà cô có phải thiếu tiền không? Sao lại hỏi vậy? Vợ chồng nhà người khác chẳng phải toàn nói những chuyện này sao? Chuyện trong ngoài gia đình, không lẽ anh ta đã biết chuyện muốn bán vòng tay? Cô gái nhỏ này, vòng tay mang đến tiệm trang sức mà không bán, có chuyện mà cũng không nói với mình, cứ tự mình gánh lấy. Hay là chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Anh muốn làm gì? Cô gái nhỏ, tôi sẽ không thịt cô trong tình huống như vậy. Mấy chuyện này vốn dĩ nên phải nước đổ vào kênh mới tốt. Em có phải mệt rồi không? Vậy thì em đi nghỉ sớm đi. Chuyện gả thay này mình dù sao cũng phải nói. Nhưng nếu anh ta cho rằng nhà họ Hứa lừa anh ấy, vậy lên thì thủ đoạn của em gái số 1 luôn. Ngay cả Tô thiếu gia cũng có thể dụ dỗ được. Cô điên rồi à? Ăn nói linh tinh gì đó. 10 tỷ tâm huyết của bố, Tô thiếu gia chỉ vì không trả tiền cưới cho mày đã hủy hết rồi, còn bắt tao phải bán dây chuyền kim cương, trả tiền thuốc men cho mẹ mày đều là chuyện tốt mà mày làm. Vậy là tiền thuốc men của mẹ tôi được trả rồi à? Hứa San, con thiện nhân mày, bề ngoài thì giả ngây thơ trong sáng, thực ra cả một bụng xấu xa, chuyên quyến rũ đàn ông. Tên Ngô Phong đó cưới được đôi giày rách như mày, cũng đúng là có phước ba đời. Cô, cho dù cô là ai, khi cô nói chuyện với vợ tôi, phiền cô tôn trọng một chút. Còn nữa, những lời bẩn thỉu mà khi nãy cô vừa nói, nếu để tôi nghe thấy lần nữa, hãy nghĩ xem sẽ phải hứng chịu hậu quả gì. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai bảo vệ mình như vậy. Ngô Phong là người đầu tiên. Xong chuyện. Này, Tam ca, nhanh vậy đã tới phiên đương em rồi à? Tôi bảo cậu gây áp lực cho Hứa Minh Viễn, tôi có bảo cậu nói ra chuyện của hồi môn hay không? Hả? Tam ca, anh là Tô Thượng Kinh. Cậu có biết rằng hiện tại ngay cả Hứa gia đại tiểu thư cũng cho là cậu với Hứa San có một chân. Em xin lỗi Tam ca, ngu thật. Ý em nói là em ngu thật, nhưng mà em chưa từng nghĩ tới cắm sừng anh hết. Im đi. Cậu lập ngay bây giờ, lập tức, liền luôn, chống đẩy 500 cái cho tôi. Nhưng mà Tam ca, em nhiều chuyện thêm một câu nhé. Anh vốn đâu phải là Ngô Phong,
sớm muộn gì cũng phải về nhà họ Cố, lỡ như tới lúc đó người trong nhà không chứa chấp chị dâu nhỏ thì phải làm sao? Chuyện của sau này hãng nói. Em chỉ là nhắc nhở anh, đừng để mình chìm sâu quá. Cậu nhớ cho kỹ, tôi vốn chẳng quan tâm mối hôn nhân này. Đây chẳng qua chỉ là cái xác để tôi che giấu thân phận mà thôi. Được, không hổ là Tam ca, quả nhiên phóng khoáng. Hy vọng tới khi anh trở về Ương Thành cũng có thể. Này này, lại cúp điện thoại của mình. Mình Tam ca mà mình cùng lớn lên từ nhỏ. Từ nhỏ mình đã trông chờ có một người phụ nữ có thể trị được anh ta. Xem ra bây giờ người phụ nữ này gần ngay trước mắt rồi. Hiện giờ chuyện của mẹ cũng giải quyết xong rồi, may là chưa có mấy đứa đi. Từ nay về sau, chị sẽ bảo vệ thật tốt cho mấy đứa. Cô đang làm gì vậy? Tôi... Cái phòng này quý giá quá, tôi cất chúng đi để cúng giường. Đồ tôi tặng rồi, thì là của cô. Có quý giá cỡ nào thì nó cũng chỉ là đồ vật. Nhưng mà, chồng à, đây là vật gia truyền của gia đình chúng ta. Vậy thì sao? Ý em muốn nói, hai chúng ta đều có tay có chân, không thể cứ ngồi ăn núi lở mãi được. Cho nên cô muốn tôi ra ngoài kiếm tiền. Chồng à, hai người chúng ta có thể chuyển vào thành phố sống được không? Thành phố ư? Ừ à, cô thật sự rất muốn xem thử tôi thiếu ra đó phải không? Không có, không có, em thề, em không biết lại người đó. Chồng à, em chỉ là cảm thấy ở thành phố có nhiều cơ hội. À hát, thì ra là chê tôi, ở đây không có việc làm. Liên lụy cô phải không? Em không phải có ý đó. Vậy ý của cô là sao hả? Ngô Phong, anh là chồng em. Cho dù cả đời anh không làm việc, em cũng có thể nuôi anh mà. Cô nuôi tôi ư? Ừ. Có gì không ổn à? Mặc dù truyền thống là nam chính ngoại nữ chính nội, nhưng bây giờ không còn là xã hội phong kiến nữa, phụ nữ cũng có thể nâng nửa bầu trời. Vợ chồng chúng ta, ai nuôi nhà mà không được? Dưỡng thương cũng được kha khá rồi, cũng nên đi gặp Tô Thượng Kinh, giải quyết nhiều việc hôn rồi. Vậy thì... Được rồi, thật à? Em tin rằng, chỉ cần hai vợ chồng chúng ta yên ổn mà sống qua ngày, chúng ta sẽ ngày một tốt hơn. Sống qua ngày. Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, mọi người chào mừng đi. Chào mọi người, tôi là nhân viên mới của phòng kinh doanh, Hứa San. Chào người đẹp, tôi là trưởng phòng kinh doanh, Phương Tấn Hương. Công ty luôn muốn hợp tác với cô ra. Gần đây tỷ phú top 1 ở Ương Thành sẽ tổ chức một buổi tiệc rất quan trọng. Tô thiếu gia cũng sẽ tới. Cô đi xem có gặp may không? Đi Central City, tôi liều một tên phú tam đại. Bây giờ mà không liều, sao hả? Chờ lão ngũ vua kim cương bao nuôi cô hay gì? Tôi đã kết hôn rồi. Xin hãy nói chuyện đàng hoàng. Tôi sẽ đến Central City, dùng năng lực làm việc, chứng minh giá trị của tôi. Giải tán hết đi. Alo, Tam ca, ông nội ở Central City định mở đại hội tuyển vợ cho anh, buộc anh phải quay về lộ mặt. Central City ư? Tam ca, lần này ông nhất định phải quay về, đích thân chọn vợ rồi. Ha ha ha. Ừ, vui ghê ta. Nhớ ai rồi à? Hả? Không phải Tam ca, em chỉ muốn báo tin cho anh thôi mà. Dù sao, em vẫn rất tin tưởng anh và chị dâu đó. Được rồi, sau này không có chuyện gì, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hả? Ơ, mình lại đắc tội gì với ông nội này rồi? Chồng à, anh vừa gọi cho ai vậy? À, bạn tù cũ hồi trước ấy mà. Anh ta gọi kiếm anh mượn tiền. Anh bảo hắn ta đừng bao giờ gọi cho anh nữa.
hèn gì anh lại hét lớn như vậy, nhà cũng sắp bị anh làm sập luôn, nhưng mà chồng nè, anh làm đúng lắm. Sau này, chúng ta còn phải sống qua ngày nữa. Thôi chết, thuốc giảm đau của mình đâu rồi? Anh làm gì vậy? Em còn phải xem tài liệu nữa, có gì hay mà coi chứ. Đây là một khách hàng của em phải làm quen trước với thói quen sống và sở thích của anh ta, em. Chồng à, hôm nay không được. Không được cái gì? Ừ, cái đó. Cái đó không được. Ngô Phong, anh dùng tay sưởi ấm cho em, tốt hơn là uống thuốc. Ngô Phong, nếu như có một ngày phát hiện em đã gạt anh, có tha thứ cho em không? Ngô Phong, em chắc chắn sẽ không phản bội anh đâu. Chuyện em nói đã gạt anh là chỉ. Em nghĩ nhiều thế làm gì, mau đi ngủ đi. Ừ. À, đúng rồi, ngày mai em phải đi công tác. Anh ở nhà một mình tự chăm sóc mình cho tốt. Công tác ư? Em đi đâu vậy? Đến Central City. Chúc mừng Cố Tam gia, tai qua nạn khỏi. Sao Hà Tam ca, thế này được chứ? Ế, đi nào, đi nào. Làm ơn, đêm nay hãy để tôi gặp được vị Tô thiếu gia tôn quý kia, ít nhất cũng phải đưa được bản phương án. Hứa San, cô tới đây làm gì? San San, con cũng là tới tham dự buổi tiệc này à? Tôi đến đây để làm việc. Làm việc ư? Tao thấy công việc của mày chính là đến quyến rũ Cố Tam gia thì có, cũng không nhìn lại mình là cái gì. Có cho người ta cũng chẳng cần. Hứa Giao, cô bớt ngậm máu phun người đi, tôi có thể kiện cô đó. Được thôi, vậy cứ đi kiện tao đi. Kiện đi. Tô Thượng Kinh, Tô thiếu gia, cũng tới rồi à? Cô ấy đến để tìm tôi. Nó sao? Tô thiếu gia, cô ta chỉ là một đứa lẳng lơ đào mỏ, bùng để bị cô ấy lừa. Bàn công việc không được sao? Sao trong đầu mấy người lúc nào cũng chỉ biết chuyện trai gái bậy bạ vậy? Bổn thiếu gia bộ không thể làm chuyện đàng hoàng sao? Tô thiếu gia, hy vọng bản kế hoạch mà tôi làm anh nhất định phải xem nó. Ơ kìa chị dâu. Hứa tiểu thư à, chuyện quan trọng như thế này chúng ta hãy vào trong bàn đi. Nhưng mà tôi không có thư mời. Cố gia, chắc là tôi không vào được. Thư mời người khác có thể không được, nhưng cô tuyệt đối là ngoại lệ. Tôi ư? Cô ta sao? Cô ta chỉ là một đứa con riêng đê tiện mà thôi. Cô ta có tư cách gì để vào đó? Im đi. Lải nhải, tư cách ư? Chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay của mấy người, đừng hòng vào Cố gia. Hứa tiểu thư, xin mời. Ở đây là Cố gia, một người họ Tô như hắn cũng đòi ra vẻ. Đi nào ba. Chúng tôi có thư mời, các người dựa vào đâu cản chúng tôi? Xin lỗi, hai vị đã bị Cố gia xóa tên rồi. Cái gì? Hứa tiểu thư, xin mời. Đây là Làm gì hả? Tôi biết cô không có mặc đồ dạ hội, cho nên đặc biệt sắp xếp cho cô ở đây. Thấy sao hả? Có hài lòng không? Cô hứa, bản kế hoạch của cô tôi sẽ xem nó. Tôi có chút việc, đi trước đây nhé. Xin hỏi, sao anh lại khách sáo với tôi như thế? Chuyện này chỉ là thay người khác tận bổn phận của gia chủ mà thôi. Chồng à, em vừa mới được gặp Tô Thượng Kinh,
còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa đó. Không ngờ rằng anh ta cũng thân thiện lắm đó. Cuối cùng em cũng giao được bản kế hoạch đi rồi. Tam ca. Thôi toang, mình lại đắc tội. Tiểu tổ tông này chỗ nào nữa rồi. Tam ca ha ha ha. Chị dâu, là vì chuyện công việc mới tới tìm em. Nếu mà anh nói em biết sớm, em chắc chắn sẽ không để chị ấy tới đây, là cậu sắp xếp cho cô ấy vào trong à? Đúng vậy. Đây chẳng phải là anh vừa nói với em sao? Đừng để chị dâu đôi co với mấy người của nhà họ Hứa, để chị ấy ăn ngon, uống ngon ngủ khỏe, nên em đã đưa chị ấy vào trong phòng. Cậu dẫn cô ấy vào rồi, thế mà không chịu tìm một stylist đàng hoàng tạo hình cho cô ấy một chút, sau đó hẵng đưa cô ấy vào vũ hội được sao? Thế chẳng phải sẽ làm anh bị lộ sao? Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Lộ sớm hay là muộn, có gì khác biệt à? Người này lúc trước đâu có nói vậy đâu. Sao đột nhiên lại lật mặt rồi? Có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Vô dụng. Vậy vậy hay là bây giờ em sẽ kêu chị ấy. Em trai thân yêu của ta à? Em trai thân yêu của ta à? Trước đó nghe tin em gặp tai nạn máy bay, anh vô cùng lo lắng cho em. Anh là lo tôi không chết, không thể thừa kế nhà họ Cố chứ gì. Nè em ba à, ông nội từng dạy chúng ta, giữa anh em với nhau phải biết kính trên nhường dưới. Những lời này mà bị ông nội nghe được sẽ tức giận đó. Nghe nói anh hai đã tìm không ít những thế gia và gia tộc để liên hôn với tôi, phận làm em trai thật nhận không nổi. Em ba, anh biết bao nhiêu năm qua một người phụ nữ em cũng chẳng đụng vào. Thực ra nếu như em thích đàn ông, chỗ anh cũng có. Em ba à, kiêng cữ lâu như vậy không tốt đâu. Học anh đây, Cố lão gia tới. Cảm ơn các vị đã tới tham dự tiệc tẩy trần của cháu trai tôi Cố Vân Chi. Thời gian trước nó xém nữa xảy ra chuyện trên máy may riêng, may là hóa hung thành cát bình an về nhà. Đó là do ông nội anh Minh Hà họ Cố chúng ta phúc trạch hâm hậu, có ông trời phù hộ. Đúng vậy đúng vậy. Cho nên tôi cũng đã ngộ ra được một chuyện. Vân Chi, con qua đây. Tôi tuyên bố gia chủ kế tiếp chính là Cố Vân Chi. Lão già này điện rồi. Ông nội trước đó đã từng nói con cháu của nhà họ Cố chúng ta phải thành gia lập nghiệp. Em ba của con cái gì cũng tốt, chỉ là chưa có vợ để nó nhận trọng trách này sớm như vậy e là không ổn. Ai nói là tôi chưa có vợ? Ha ha ha, người thừa kế của nhà họ Cố ta cưới một người vợ còn không dễ sao? Ông nội Vân Chi, trong vòng 3 tháng tìm một nữ chủ nhân cho nhà họ Cố, môn đăng hậu đối, cưới về đàng hoàng, không khó chứ hả? Hả? Thôi xong, thế còn chị dâu của mình thì sao? Em tin rằng chỉ cần vợ chồng chúng ta sống yên ổn đàng hoàng, chúng ta nhất định sẽ ngày một tốt lên. Vâng, ta đợi tin tốt của con. Cố Vân Chi, xem ra trong vòng 1 tháng nữa tao buộc phải triệt để mất đi đứa em trai như mày. Anh ăn chậm thôi. Nếu mà em về trễ thêm vài ngày thì có phải anh sẽ chết đói rồi không? Đúng vậy, anh mà còn không gặp được vợ anh nữa thì ăn cũng chẳng ngon. Vậy thì xem ra sau này em phải cố gắng làm việc hơn nữa để nuôi anh mới được. Ăn miếng đi. Ừ, đúng rồi, em cảm thấy cái anh Tô thiếu gia đó cũng khá là có lòng hướng nghiệp đó. Người ta chỉ mời em ăn có một bữa cơm thôi mà, sao em lại phán đoán người ta có lòng hướng nghiệp? Chồng à, anh là đang giận hả? Mình mà thèm đố kỵ với thằng vô dụng nó ư? Được rồi, nếu như anh không thích nghe em nói những chuyện về công việc, vậy sau này em không nói nữa. Anh cũng không phải không thích nghe, chỉ là cái tên Tô Thượng Kinh này em nói cả buổi tối rồi, em có thể đổi cái khác được không? Đổi cái gì? Chẳng hạn như cái người tên Cố Tam gia của nhà họ Cố mở cái tiệc đó, chắc là em biết chứ hả? Cố Tam gia em cũng không biết sao? Nói anh ta chi? Nghe nói người đó rất lợi hại, nhà họ Cố lại nhà tỷ phú số 1 ở thủ đô. Lúc đó em đứng ở trước cửa nhà người ta mà cũng chẳng tò mò người đó trông như thế nào sao? Anh điên rồi, em tò mò để làm gì cơ chứ? Anh ta tổ chức bữa tiệc đó chính là để tuyển vợ. Em thử nghĩ đi, nếu em được vào trong sảnh của buổi tiệc đó, lỡ như bị anh ta xem trúng, vậy thì em chẳng phải một bước lên mây sao? Trong mắt của anh,
Em là người phụ nữ như vậy sao? Em kết hôn rồi, em có chồng. Em vẫn đang luôn giữ gìn tốt gia đình của mình. Không có thẹn với lòng, mặc hắn ta là Cố Tam gia hay ai chăng nữa, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ bám víu nhà giàu, gả cho anh rồi. Thì đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh anh sống cho thật tốt. Nhưng mà anh lại nghĩ em như vậy. Ế, không phải vậy, mày suốt ngày nói Tô Thượng Kinh không có não, bộ mày có rồi chắc nè vợ à, vợ. Vợ à anh. Sau này anh cứ ngủ sofa đi, đi tự mà kiểm điểm cho tôi. Hê. Sống thôi mà, khó thật đấy. Ế. Cảm ơn vợ. Alo Tam ca, mấy đứa trợ lý của em đều nói bản kế hoạch của chị dâu viết rất là tốt, chuyện hợp tác này có thể bàn. Đúng lúc công ty của chị dâu mấy hôm nay cũng đang hẹn gặp mặt em, anh xem em là nên đi hay không đây. Công việc của công ty nhà cậu bộ tôi quản được sao? Cuối cùng cũng có cơ hội hợp tác với Tô thiếu gia rồi, tôi thay mặt công ty mời cậu một ly. A ha ha ha, cạn ly. Ha ha ha, hai vị. Tôi là xem chúng bản kế hoạch của công ty hai ông mới chịu tới bữa cơm chán ngắt này, những lời sáo rỗng thôi miễn hết cho nhanh, ha ha ha. Tô thiếu gia, chúng tôi sớm đã nghe nói cậu ham chơi, cho nên hôm nay đã đặc biệt sắp xếp cho cậu một tiệc sắc mỹ nhân. Có thật là đẹp dữ vậy sao? Bổn thiếu gia không có dễ bị lừa đâu nhé, a ha 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 ha. Là anh ư? Thôi xong, sao lại là cô nải nải này vậy? Hứa San, tôi sớm đã nói với cô rồi, người mà hôm nay chúng ta gặp là siêu cấp, khách vở VIP. Tôn Tổng cũng ở đây, cô ăn mặc thế đấy hả? Uổng công tôi còn, như này, đã là đẹp lắm rồi. Ồ, thì ra, Tô thiếu gia là thích kiểu này. Con gái nhà lành đó nha, ha 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 ha. Cô Hứa, tôi không có ý đó. Tôi không có thích, không thích à? Còn không mau cút đi, bữa cơm tối nay đáng ra loại phụ nữ như cô không nên xuất hiện. Cút. Thằng cha này là muốn ép mình tới đường cùng mà. Tô thiếu gia, may là mấy hôm trước anh đã chăm sóc tôi ở nhà họ Cố, dự án này tôi là người bàn bạc với anh trước. Tôi mời anh nè Hứa San, cô như vậy chính là không để mặt, ông im miệng đi cho tôi. Cô Hứa, là do tôi đã đường đột. Tôi mà sớm biết cô ở đây thì tôi... Thôi không nói nữa, tôi mời cô. Tô thiếu gia, thất lễ chút nhé. Đi nào đi nào. Hôm nay chúng ta đừng bàn chuyện khác, ăn cơm cho ngon đi. Mau mời ngồi, mời ngồi. Chồng à, hôm nay cấp trên kêu em tới khách sạn kinh phòng VIP 808 để ăn tối. Nếu như nửa tiếng nữa không liên lạc với anh thì cứ tới thẳng tìm em. Nếm thử miếng bao tử này đi, ha ha ha, đặc sản đó. Lát nữa có thể đi tắm suối nước nóng một chút. Tô thiếu gia, tôi thất lễ một lát. Xem bộ dạng chị dậu đã bị dính phải chiêu trò của lũ khốn kiếp này, lát nữa vẫn là kiếm cách nào đó đích thân đưa về mới an toàn. Ông không cảm thấy Tô Thượng Kinh đó lạ lắm sao? Đàn ông mà gặp được đàn bà đẹp chẳng phải đều như vậy sao? Nhìn biểu hiện của Tô Thượng Kinh không giống như gặp được phụ nữ đẹp, ngược lại giống gặp tổ tông hắn ta hơn. Tôn Tổng, không cần biết ai là tổ tông của ai, chuyện sau đó tôi đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần Tô thiếu gia hắn chơi đã rồi, hắn ta mà vui thì chẳng phải cái gì cũng ký sao? Thằng nhóc cậu làm việc đúng là bài bản lắm. Nhưng mà Hứa San phải chịu thiệt rồi. Hứa San, mày phải bình tĩnh. Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng thoát khỏi cái bẫy này. Chồng à, anh nhất định phải trực lấy định vị của em, mau tới đây đón em. Hứa San, còn đứng ngơ ra đó làm gì, không mau vào trong đi. Ây yêu, chậm thôi chậm thôi chậm thôi. Nè nè, Tô thiếu gia, lát nữa còn có một chương trình đặc biệt, cậu tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Ây yêu, ây yêu. Hứa San ây yo, từ từ, Hứa San ây ra ây ra. Này, là ý gì đây hả? Tô thiếu gia, Hứa San của chúng tôi đã say rồi, phiền cậu hãy đưa cô ta về nhà đi. Ha ha ha, cho dù ông không nói, tôi cũng nghĩ như vậy thôi.
Ồ được được được. Vì để anh hai cậu không phát hiện, tôi buộc phải trở về thành phố trung tâm, anh đi bận việc của anh đi. Tất cả mọi chuyện, coi như chưa từng xảy ra là được. Vâng. Chết tiệt. Đây là đâu? Á, anh muốn đưa tôi đi đâu? Ế ế. Cô hứa, cô đừng căng thẳng, tôi là đang đưa cô về nhà đó. Anh nói láo, đây chẳng phải là đường về nhà tôi. Đây chẳng phải là đường về nhà tôi. À, anh đừng có qua đây. Tôi không phải là cố ý chạm vào cô đâu. Có biết lái xe không vậy? Chạy chậm một chút đi. À, tôi không có chạm cô à nha. Cô về nhà, tuyệt đối đừng có nói lung tung đấy nhé, Tô Thượng Kình. Nếu anh còn dám chạm vào tôi sẽ liều chết với anh. Trời ơi, lương tâm trời đất má ơi, oan chết đi được mà. Ê, Hứa San, mau thả ra, cô không muốn sống nữa à? Nè, Hứa San, cô tỉnh lại đi. Hứa San. Thôi xong rồi, Hứa San chết rồi. Mình đã hại chết Hứa San rồi. Hứa San. San San, cuối cùng em cũng tỉnh. Em bị sao vậy? Em quên rồi à? Em. Hứa San Ayo, chậm thôi, anh đừng có qua đây. Mọi chuyện đã qua rồi. Không sao rồi, chồng à. Anh xin lỗi. Anh đã tới trễ, không trách anh. Chuyện công sở anh lừa tôi gạt. Em đáng ra nên sớm có phòng bị. Em chỉ có thể. Tại sao em lại nhảy khỏi xe? Trong tình huống như vậy, nhảy khỏi xe tự bảo vệ mình là lựa chọn duy nhất của em. Em không thể ngồi đó chờ chết. Bị Tô Thượng Kinh thật sự đưa tới khách sạn, em có biết rằng làm như vậy thật sự rất nguy hiểm. Lỡ như em thật sự té chết thì phải làm sao? Không lẽ anh thật sự muốn em bị người đàn ông khác đưa đi sao? Anh chỉ muốn em được sống. San San, thời đại phong kiến đã kết thúc rồi. Phụ nữ có còn trong trắng hay không thật sự không có quan trọng. Cái anh quan tâm nhất chỉ có em. Ừ, em đã nhớ rồi. Còn nữa, hai người sếp của em định tha cho chúng dễ vậy sao? Đương nhiên là không. Nhưng mà sao vậy? Hiện giờ em chỉ là một nhân viên quèn, chỉ có thể tạm thời chịu đựng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chờ khi em có thực lực tới ngày đủ sức chống lại chúng, em sẽ tìm chúng để tính sổ lại hết. Hứa San yêu ghét rõ ràng, kiên cường quả cảm, chẳng khác nào là phiên bản khác của mình. Nhưng mình có thể nhịn, nhưng mình không thể để cho người phụ nữ của mình tiếp tục nhịn. Chồng à, bộ em nói có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không. Nè vợ à, anh hỏi em nhé. Nếu như em mà có siêu năng lực, em định trừng phạt những người đã hãm hại em như thế nào? Không đến nỗi gọi là trừng phạt. Em chỉ là hy vọng ác nhân ác báo, để bọn họ chịu lại hết tất cả những tổn thương mà em từng chịu, sau đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Tuân lệnh. Anh nói cái gì? Không có gì. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ê ê ê, Tam ca, thật sự xin lỗi, nhưng mà em thề với anh, đêm hôm đó, nếu mà em có ý đồ với chị dâu, ra đường sẽ bị xe cán chết. Cậu chẳng phải mới bị xe đụng qua đó sao? Mạng lớn thật đó, đụng cũng đụng không chết. Tam ca, tối hôm đó em là định đưa chị dâu về nhà, nhưng dù sao cũng phải giả vờ một chút trước hai tên cầm thú đó chứ sao. Lỡ mà cậu im miệng đi. Nguyện vọng lúc nãy của vợ tôi cậu đã nghe hết rồi chứ hả? Tam ca, anh thật sự muốn làm theo ý của chị dâu à? Thật sự muốn làm theo ý của chị dâu à? Chứ sao nữa, cậu không đi làm, chẳng lẽ muốn tôi đích thân ra tay làm? Chắc chắn sẽ làm. Tam ca, anh yên tâm đi, những người mà chị dâu không muốn nhìn thấy sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt chị ấy nữa. Nè nè anh, Tam ca ơi là Tam ca, thành phố trung tâm, xem ra anh không về được nữa rồi. Chỉ là
Hứa San cô ta hay để ý chấp nhặt chuyện nhỏ, lỡ như ngày nào đó biết được Tam ca không phải là Ngô Phong thì sẽ như thế nào đây? Thấy sao hả? Sao nhà cửa sạch sẽ dữ vậy? Đều là anh dọn dẹp à? Ok chứ hả? Xem ra bị thương cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, có thể làm bà chủ khỏi làm gì hết. Chờ được người khác hầu hạ. Được lắm. Vậy thì tối nay để anh giúp em tắm cho. Không cần đâu, em tự làm được. Chúng ta đều đã là vợ chồng rồi, còn ngại cái gì chứ? Chồng à, mau để em xuống. Nè. Vợ ơi đây nè. Em à, xong rồi thì kêu anh nhé. Em ơi, em xong chưa vậy? Nếu em còn chưa xong, để anh vào giúp em. Không cần đâu, tự em tắm được. Anh đừng nhìn nữa, anh không nhìn nữa. Chồng, tối nay chân của em không tiện cho lắm. Không cần em nhúc nhích. Nhưng mà em đừng sợ, yên tâm đi, cứ giao cho anh, được không? Hứa San, cuối cùng cô cũng trở lại rồi. Có tin mừng lớn nè, tôi nhất định phải nói cho cô biết. Có chuyện gì mà vui thế? Ngày thứ hai sau khi cô nhập viện, tôi đã nhìn thấy Phương Tấn Dương và cái ông Tôn Tổng kia, hai người đó cuốn gói đi mất rồi. Đúng là vui mừng thật đó. Cái gì? Sau đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Tuân lệnh. Chuyện này sao lại có thể chứ? Ngô Phong làm gì có bản lĩnh như vậy? Nhất định là trùng hợp. Nè, đang nghĩ gì vậy? Hứa San, tôi là hàng xóm của cô, chồng cô không có ở nhà, có một người phụ nữ chảnh chó, dẫn theo rất nhiều người tới, nói muốn thu hồi lại căn nhà, đang dọn đồ đi kia. Là Hứa Giao hay sao ta? Chồng, chết rồi. Nếu như Hứa Giao chạm trán với Ngô Phong, chuyện gả thế, sẽ chẳng thể giấu được nữa. Mấy người dọn đồ, có thể dọn nhanh chút được không? Mấy thứ rác rưởi này, bể rồi thì quăng luôn đi. Không được vứt. Ở đây là nhà tôi. Nhà cô ư? Giờ đã là nhà của tôi rồi, ba đã đồng ý, đem căn nhà này cho tôi. Cô mà chịu ở căn nhà nát này sao? Chẳng qua là muốn ép chúng tôi tới đường cùng mà thôi. Hứa San, món nợ ở nhà họ Cố tôi vẫn chưa quên đâu. Hôm nay cô phải cút ra khỏi đây cho tôi. Hứa Giao, cô đừng có mà quá đáng. Không sao chứ? Chồng, xảy ra chuyện gì vậy? Thì ra ngươi chính là Ngô Phong à? Ba tôi muốn thu hồi lại căn nhà này. Hai người các ngươi mau cút khỏi đây đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào gì ư? Dựa vào tôi là con gái của ba tôi, là đại tiểu thư của nhà họ Hứa. Ngô Phong, ngươi vẫn chưa biết người mà ngươi lấy là ai? Hứa Giao, cô im miệng. Hứa San, nó chẳng qua chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Hứa tôi thôi. Nó gả cho ngươi chính là vì xính lễ của ngươi, gạt ba tôi để lấy tiền trị bệnh cho mẹ nó. Nó vẫn đang gạt ngươi đó. Hứa Giao, đồ khốn nạn. Ngô Phong, tôi cho anh biết, nếu anh dám làm hại tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh, để anh tiếp tục đi mà ngồi tù. Cô nhớ cho kỹ đây, nếu cô mà dám bắt nạt cô ấy, thì trước tiên hãy đánh ngã tôi trước. Anh có phải đói rồi không? Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, đi nhà hàng Kinh Hào có được không? Nhà hàng Kinh Hào đắt lắm đó, em có nhiều tiền vậy sao? Xin lỗi, em đã gạt anh. Em không phải là Hứa Giao, mà là Hứa San. Em cũng chẳng phải là tiểu thư nhà họ Hứa gì hết, chỉ là một đứa con rơi không dám cho người ta biết mà thôi. Nếu như anh tức giận, em chịu đền bù cho anh. Đền bù mà anh muốn,
đắt lắm đó. Đồ ngốc, anh muốn em đền bù cho anh cả đời. Sao hả? Cảm thấy cả đời này ngắn quá hay gì? Chồng à, anh chỉ cần em thôi, chẳng cần đại tiểu thư, nhà họ Hứa gì hết. Hơn nữa, người luôn lừa dối cô ấy, thực ra là mình. Tam ca, hi hi. Tam ca, thân phận của chị dâu đã bại lộ rồi. Thân phận của anh, còn muốn em giả vờ tới khi nào đây? Căn nhà đó có kẽ hở pháp luật, cậu đi tìm luật sư điều giải chút đi. Hơn nữa tôi nghe Phương Hàn nói, Cố Vân Châu đang điên cuồng điều tra tung tích của tôi. Nhớ làm kín một chút. Được thôi. Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng nữa, trên giấy chứng nhận sở hữu nhất định phải để tên của Hứa San. Ai ra, tam ca của em à, hiểu mà. Tránh ra. Xem ra biết điều rồi đó. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, cậu có thể tìm một công việc thích hợp với tôi ở Giang Châu không? Yêu cầu của anh tam ca này đúng là càng ngày càng bó chíu. Chồng à, đừng nói là anh lại tìm người nào đó làm gì rồi phải không? Em đang lo lắng cho anh à. Anh đừng lại giống như trước đây, lại dây dưa với những người bạn tù tầm bậy tầm bạ đó nữa. Ai ra, em yên tâm đi mà, nếu anh đã hứa với em sẽ sống thật tốt thì nhất định nói được làm được. Đừng, hôm nay không tiện cho lắm. Hề, lại tới nữa rồi à? Tháng trước anh đã siêng năng lắm rồi, tháng này không lẽ không nên có con được sao? Chồng à, giờ mà nuôi một đứa trẻ nặng vốn lắm đó, chúng ta vẫn chưa gánh nổi. Trời ạ, em cứ yên tâm đi, anh đã kiếm được việc làm rồi, sau này anh sẽ đem thẻ lương giao cho em hết. Chuyện là lúc nào vậy? Thì hai ngày trước đó, làm huấn luyện viên ở võ quán. Đúng rồi, tuần sau anh còn phải tham gia một cuộc thi đấu, anh rất tự tin giành được giải quán quân. Tới lúc đó em tới xem nhé. Được đó. Vậy thì em muốn cái chỗ ở ngay chính giữa. Nè nè cô em nhỏ bé, em không sợ tới lúc đó hiện trường máu me tùm lum, chịu không nổi sao? Ngô Phong 5 trận toàn thắng, lọt vào trận chung kết, chồng anh là giỏi nhất. Chồng anh là giỏi nhất. Đây là chồng tôi mà, đây là chồng tôi mà. Chồng ơi anh đẹp trai chết em mất, chồng ơi anh đẹp trai chết em mất. Chồng, lực bên này của em thế nào, có đã không? Vợ, em không cần biểu hiện thái quá đâu. Dù sao thì bản lĩnh của anh nhiều lắm. Chồng ư? Ngô Phong, ngươi kết hôn rồi sao? Ngày tháng có vẻ tốt dữ ta. Chồng, nè nhìn chỗ này của ngươi, anh làm cái gì vậy? Ai ra, đúng là nữ trung hào kiệt. Nhưng mà cô tưởng cô gả được người tốt rồi hay gì? Một tên lưu manh thấp hèn nhất mà thôi, trong tù còn bị người ta khinh thường nữa kìa. Thế mà cô coi như báu vật. Ngươi đã nói đủ chưa vậy? Không cần biết ngươi là ai, ở đây là nơi công cộng, nếu còn không tôn trọng chồng của tôi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Ngô Phong, xem ra ngươi sống tốt đó nhỉ, ít ra đã học được cách núp đằng sau đàn bà. Ngươi, chúng ta đều là đàn ông, tôi không cần biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ chỉ nên đọ sức những đàn ông với nhau nên làm. Thằng nhóc này sao mà thấy chẳng giống Ngô Phong chút nào. Nói hay lắm, vừa đúng chung kết chính là hai chúng ta. Ngô Phong, kể từ sau khi ngươi ra tù ta đã lâu lắm rồi chưa đánh ai sướng tay hết. Chúng ta gặp nhau trên sân. Chồng, tên này thực sự quá kiêu căng, lát nữa anh nhất định phải dạy dỗ hắn một trận mới được. Nhưng mà nếu như anh thực sự đánh không lại, tuyệt đối đừng để mình bị thương. Em cứ yên tâm đi, anh tự biết thế nào. Chồng ơi cố lên. Ngô Phong sao lại trở nên mạnh như vậy? Không thể nào, trừ phi thằng nhóc, anh sẽ đánh cho mày phê trước, sau đó sẽ cho mày coi thế nào mới thật sự là biểu diễn.
Chồng ơi, có chuyện gì vậy? Anh ta là bệnh hay là ngủ mất rồi? Xem ra thực lực của người này cũng chỉ có thế, hề chán thật. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, anh bị làm sao vậy? Chồng ơi, anh mau đứng lên đi. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, anh đứng dậy đi chồng ơi. Anh đừng đánh nữa. Chồng ơi, chồng ơi. Biểu hiện hôm nay của thằng nhóc này rõ ràng là đã sử dụng chất cấm, bây giờ thuốc đã hết tác dụng, lại trở về thằng hèn của trước đây rồi. Chồng ơi, chồng ơi, anh có sao không chồng ơi? Vợ à, anh xin lỗi, làm mất mặt em rồi. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, anh đừng nhúc nhích. Vợ à, Ngô Phong, em rõ ràng đã nói với anh đừng có liều mạng như vậy, chỉ cần anh khỏe mạnh. Bộ anh quên hết rồi sao? Vợ à, để em lo lắng rồi. Còn nữa, nửa hiệp sau hắn ta đánh anh rất dữ rồi. Có phải cơ thể anh có vấn đề ở đâu không? Bọn chúng hại anh. Vợ à, cái này thi đấu vốn dĩ là có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, lần sau anh thắng lại là được. Lần sau ư? Anh vẫn muốn làm em tức chết như vậy à? Vậy đợi sau khi anh khỏe lại, anh sẽ đứng trên ban công, đem găng tay giao cho em cứ coi anh như là bao cát, dùng hết sức mà đánh. Ra giao ni chia chi quay chứ, ni xua sen men hu hua ne. Vợ à, anh nhất định sẽ thắng, một chân thật đẹp. Thi đấu đi đấu, quan trọng đến thế à? Cho dù anh có là vô địch thế giới thì cũng là chồng em, nhưng mà cho dù anh có không đáng một xu thì vẫn là chồng của em, anh có biết không vậy? Anh biết rồi. Nhưng nếu mà em biết anh không phải là Ngô Phong mà là Cố Văn Trí, vẫn sẽ nhận người chồng này như anh chứ? Chồng à, anh lại đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ bao giờ anh có thể kiếm được nhiều tiền, sau đó sẽ không cần để vợ anh làm việc vất vả để mà chăm sóc người đàn ông như anh nữa. Công việc mà, đâu mà không vất vả chứ. Nhưng mà anh nói cũng đúng, đâu có ai có thể suốt đời làm công, vẫn là nên có sự nghiệp của riêng mình mới được. Vợ à, hả? Nếu như mà em có được một số tiền, em muốn đầu tư kinh doanh cái gì nhất? Để nghĩ xem. Thực ra thì ước mơ lúc nhỏ của em chính là mở một tiệm cà phê, có một cửa sổ chạm đất lớn, em thì đứng sau quầy bar pha cà phê, nướng bánh ngọt, khắp nhà thì vảng vất hương thơm của cà phê với mùi thơm của bánh ngọt nữa. Chỉ vậy thôi sao? Ừ, được, anh biết rồi. Lần trước khi mình bị Tôn Đằng và Phương Tấn Dương hãm hại xong, Ngô Phong cũng hỏi mình nhẹ nhàng như vậy, sau đó khi trở về công ty thì không còn nhìn thấy hai người đó nữa. Bây giờ, chồng à, anh chỉ là một người bình thường, phải không? Tại sao lại hỏi như vậy? Anh trả lời em trước đi, phải không? Ừ, em biết ngay mà, chồng em chỉ là một người bình thường. Thật là tốt quá chồng ơi. Vậy nếu như, anh nói nếu như thôi nhé, em đột nhiên phát hiện chồng của em thực ra là người vô cùng giàu có, em sẽ cảm thấy thế nào? Em nghĩ mình sẽ không chấp nhận được. Tại sao? Như vậy thì thực sự quá là áp lực. Em với anh hoàn toàn không phải cùng một loại người, sống trong hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Thay vì sau này ngày nào cũng cãi nhau, chỉ bằng bây giờ chia tay luôn đi. Em muốn chia tay với anh ư? Anh căng thẳng gì vậy? Không phải là đang nói đùa, chơi với nhau thôi sao? Chồng à, hai người chúng ta chính là một cặp vợ chồng bình thường lại đơn giản. Cái não anh đó, sau này đừng có nghĩ nhiều quá. Được,
Em sẽ quay lại liền. Em sẽ quay lại liền. Heya. Tam ca, anh định hù chết bọn tôi hay gì? Tôi bị thương có nặng đâu, chỉ dựa vào quyền cước của mấy người đó chẳng bằng người luyện cùng trước đây. Anh không bị thương nặng cũng là bị thương mà. Hơn nữa trước đó anh còn vết thương cũ. Đừng nói xạo nữa. Điều tra tới đâu rồi? Tên Lục Sơn này 2 năm trước được ra tù sớm. Quả thực là Cố Vân Châu đã giúp đỡ hắn. Người này gần đây ở khu vực Giang Châu có vẻ rất nổi, còn tiếp quản mấy xã đoàn tương đối lớn. Chúng ta không thể không đề phòng. Tình hình hắn trước đó khi còn trong tù thế nào? Nghe nói người này lúc còn trong tù có thể xem là đại ca. Những tội phạm trong tù cũng chia ra đủ thể loại. Tội phạm giết người như hắn vào đó có thể xem là đỉnh nhất. Còn loại tội phạm bạo lực hiếp dâm như Ngô Phong chẳng ai thèm để mặt. Cái gì? Hắn ta chẳng phải chỉ là một tên lưu manh còn con chỉ biết đánh nhau thôi sao? Ai ra Tam ca à? Một tên lưu manh bình thường làm sao có thể ra vào tù nhiều lần tới như vậy? Đúng là ghê tởm. May là tên Ngô Phong này đã chết rồi. Hứa San trở thành vợ của tôi. Ngô Phong quả thật đã chết. Nhưng mà Tam gia, anh đang dùng thân phận của Ngô Phong đó đăng ký kết hôn, cũng là dùng giấy tờ của hắn. Nhưng mà theo luật pháp mà nói, người kết hôn với Hứa San là Ngô Phong, không phải là Cố Vân Trí. Trời, cái này có gì đâu. Tới lúc đó kêu Tam ca giấu Hứa San, đem giấy kết hôn trực tiếp sửa lại một chút là được thôi mà. Thân phận Hứa Tam gia, bộ nói sửa là sửa được sao? Có gì mà không được chứ. Đúng là hiện giờ nhà họ Cố không thể chấp nhận chị dâu, nhưng mà chỉ cần Tam ca thích, tất cả đều không là vấn đề. Phương Hàn, biểu cảm đó là sao đây hả? Ngươi thật là cái gì cũng chẳng biết. Ngươi có biết thứ quan trọng nhất của đời người là gì không? Tài sản lớn nhất của đời người chính là tình yêu đó. Hiện giờ Tam ca khó khăn lắm mới gặp được người mà mình thích. Nước của nhà họ Cố sâu lắm. Trước khi chưa có sức mạnh tuyệt đối để bảo vệ cho Hứa San, mình không được mạo muội kéo cô ấy vào. Nhưng khi tất cả sự thật được phơi bày, không biết nên giữ cô ấy kiểu gì đây. Chồng à, tuy là anh đã xuất viện được một thời gian rồi, nhưng mà vẫn cần phải bồi bổ cho cơ thể đó, cho nên anh không được phép kén ăn. Nồi canh sườn hầm củ mài này anh nhất định phải uống hết cho em đó. Nào uống thử miếng xem mặn hay nhạt. Canh ngon vợ hầm, mùi vị thế nào hả? Thực ra từ nhỏ anh chúa ghét củ mài, càng ghét ăn ngọt. Nhưng mà anh phát hiện sau khi ở chung với em mới biết trên đời này thì ra có nhiều mùi vị đáng để đi nếm thử như vậy, khiến người ta bình yên. Chồng à, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Anh rốt cuộc bị sao vậy? Có phải không muốn đi làm không? Đây cũng đâu phải chuyện to tát gì. Đúng lúc em cũng chẳng thích anh suốt ngày cứ đánh đấm nguy hiểm như vậy. Chồng à, nếu như anh không vui thì cứ nghỉ làm đi, em nuôi anh. Nhưng mà chồng em mới không cần phụ nữ nuôi đó. Anh ấy là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, chẳng qua là bây giờ có hơi mệt mỏi mà thôi. Em tin chắc rằng anh chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nhất định có thể phấn chấn trở lại. Một tiếng kinh người. Hôm nay không được, em vẫn còn một món chưa làm xong. San San, sinh cho anh một đứa đi. Em đột nhiên phát hiện chồng của em thực ra là một người vô cùng giàu có. Em sẽ như thế nào? Em nghĩ chắc là không thể chấp nhận được. Nhưng theo góc độ pháp luật, người kết hôn với Hứa San là Ngô Phong, không phải là Cố Vân Trí. Nếu như giữa chúng ta có một đứa con thì sẽ lại khác. Chồng à, anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Tụi mình sẽ luôn ở bên nhau mà. Nếu như anh nói là anh đang gạt em có bỏ anh không? Không sao, anh nói giỡn thôi. Có thật không? Em hãy nhớ, anh sẽ không gạt em đâu. Mãi không bao giờ. Đúng rồi vợ à,
Hai ngày nữa, anh muốn dẫn em tới một chỗ. Chồng, chỗ này chẳng khác nào y hệt như trong tưởng tượng của em. Em không phải đang nằm mơ đấy chứ? Chồng, tiệm này là anh giúp em tìm đấy à? Em thật sự có thể làm bà chủ rồi sao? Sao anh lại lợi hại như vậy? Chồng à, anh nói thật với em đi, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chẳng phải em nói em muốn có một tiệm cà phê sao? Ừ, anh luôn ghi nhớ trong lòng. Vợ à, chồng em cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn, nhưng mà chỉ cần là em muốn, anh sẽ bất chấp mọi giá, liều mạng mà đi giúp em đạt được. Nhưng mà cái này chắc là đã tốn rất nhiều tiền. Ừ, có chút chút. Nhưng mà tiền thưởng cuộc thi tháng này, cộng thêm tiền lương trong thời gian qua với phần trăm hoa hồng, cũng may là đủ. Chẳng phải em nói anh giữ lại rồi sao? Ai ra, chẳng phải là muốn giúp em hoàn thành tâm nguyện còn gì. Tốn chỗ tiền này đáng lắm. Nhưng mà tâm nguyện em nhiều lắm đó, anh có thể từng cái một giúp em thực hiện sao? Chắc chắn rồi, bây giờ hãy để cho anh làm thật tốt, càng tốt hơn nữa. Như vậy thì tới khi thân phận anh được phơi bày, em mới không nỡ rời xa anh. Anh thấy vui lắm. Ừ. Nè, bên kia có một bà cụ, biết xem chỉ tay kia. Anh mới không thèm tin mấy thứ buôn thần bán thánh đó. Bà à, con muốn mời bà xem dùng cho nhân duyên. Được. Con gái, mối nhân duyên này của con có hơi khác thường à nha. Nghĩa là sao ạ? Tuy là xuất thân bình thường, nhưng lại có mệnh làm hoàng hậu. Bà à, bà có nhầm lẫn gì không? Thời đại bây giờ, làm gì còn có hoàng hậu cơ chứ? Hoàng hậu mà ta nói không phải là hoàng hậu đó. Con gái, ý của ta là con sẽ gả được cho một người chồng như ý. Chồng của con tuyệt đối là một người quyền khuynh thiên hạ. Bà à, người này chính là chồng con. Anh ấy chỉ là một người bình thường. Đây là chồng con sao? Đúng vậy. Lúc giả làm thật, thật dễ thành giả. Lúc thật làm giả, giả dễ thành thật. Hớ. Trượng phu. Trượng ở bên trong thì là phu, trượng ở bên ngoài chỉ không phải nữa. Bà có thể là do tuổi đã cao, ngay cả chính mình cũng không biết là đang nói cái gì. Anh đừng để bụng làm gì. Con gái, tâm con tốt thật đấy. Người có lòng tốt, tự sẽ có được đền đáp. Nè, đem cái này đeo vào cổ tay. Bất kể sau này có xa cách cỡ nào, chỉ cần một khi con lắc nó rung lên, tụi con sẽ tìm lại được nhau. Cái gì mà lung tung hết cả vậy? Nếu mà cái này hữu dụng, vậy thì còn cần điện thoại để làm gì? Sẽ có một ngày, tụi con sẽ chia cắt. Chúng ta đi thôi. Nè, ta nói nhiều như vậy, lại cho cả dây đỏ nữa, thế mà sao không chịu trả tiền, lừa đảo giang hồ. Cậu. Bà à, bà muốn bao nhiêu nè? Tùy duyên thôi. Chồng, chẳng phải anh nói không tin mấy chuyện quái lực loạn thần này sao? Chẳng phải bà ta nói em một sợi anh một sợi, chúng ta tự mình giữ lấy. Lỡ như có một ngày chúng ta thật sự đi, xí xí chúng ta sẽ không lạc nhau đâu. Chồng à, anh đừng có lúc nào cũng mặt căng, anh nên cười nhiều một chút. Nếu không khách hàng bị anh dọa chạy hết đó. Anh chỉ khi ở trước mặt vợ mới cười ra được, trước mặt người khác anh cười không nổi. Chồng, anh xem nè, anh qua bàn khách bên đó luyện tập chút đi. Cố lên, Tio. Ở đây không tệ chút nào. Ngô Phong, chúng ta dù gì cũng là anh em, mày khai trương quán, chuyện lớn như vậy, sao không nói tao tới để chúc mừng hả? Thật xin lỗi.
tôi đã hứa với vợ mình rồi. Sẽ không qua lại với những người trước đây, Tiêu. Giờ cứng rồi à? Nè Ngô Phong, chẳng lẽ mày thật sự như người khác nói, đang được vợ nuôi à nha? Ngươi bớt ở đây ăn nói lung tung đi. Anh Lục, chồng tôi hiện giờ vừa siêng năng vừa lo toan cho gia đình, anh ấy đem hết tiền của mình giao cho tôi cả rồi. Trong mắt của tôi, chồng tôi chính là người đàn ông tốt nhất trên đời. Mời anh chú ý lời nói của mình, đừng dùng ánh mắt già cõi của anh để đi soi mói người khác. Người đẹp không phải mắt tôi già, mà là chồng của cô, gà quá mà thôi. Cô có biết là trước đây hắn ta phạm tội gì mà bị bắt vào tù không, Lục Sơn? Ở đây không hoan nghênh mày, mày đi khỏi đây cho tao, mày đi khỏi đây cho tao. Anh Lục, cuộc thi lần trước tao đã thua rồi. Hôm nay là ngày tiệm cà phê của vợ tao khai trương. Cho dù tao có sống mái với mày, tao cũng sẽ không để cho mày yên đâu. Lần trước đeo găng tay mình không nhìn rõ, nhớ là trên mu bàn tay của tên Ngô Phong này có chỗ da bị bỏng. Nhưng tay của người này lại chẳng có gì, không một vết tích như từng bị thương qua. Chồng à, anh không sao chứ? Anh không sao. Có vợ thương sướng thật đấy. Ngươi đừng tưởng người bình thường chúng tôi dễ ức hiếp. Các ngươi còn tiếp tục gây chuyện nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Người bình thường ư? Cố phu nhân, chúc tiệm cà phê của cô làm ăn phát đạt, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Chồng à, anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Anh không sao. San San, anh xin lỗi. Anh lại gây rắc rối cho em rồi. Anh không sao thì tốt. Đại ca, tụi em điều tra được tin tức của Ngô Phong rồi. Nghe nói, một năm trước hắn ở sòng bạc đã chơi thua, làm hỏng quy tắc của sòng bạc người ta, bị người ta chặt mất một ngón tay. Sau đó thì bị thủ tiêu rồi. Có đáng tin không? Cái này cũng không rõ. Có người nói rằng hắn bị người ta lấy đi một ngón tay, sau đó bị đuổi khỏi Giang Châu. Cũng có người nói vì ở đây hắn chẳng có ai nương tựa, cho nên một mình hắn đã biến mất mà không có tung tích. Có rất nhiều lời đồn trên giang hồ, tụi em cũng không dám chắc. Hắn đương nhiên không phải Ngô Phong. Lần trước lúc thi đấu tao đã cảm thấy sai sai, lần này coi như là đã xác nhận. Vậy hắn ta nếu không phải là Ngô Phong, vậy thì là ai? Hiện giờ cho thấy vợ của hắn vẫn chưa biết người mà cô ta gả không phải là Ngô Phong. Con người này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì đây? Alo, ông chủ Lục, nghe nói anh ở Giang Châu đã trừ khử hết mấy đại ca của mấy xã đoàn thuộc hạ trước đây tới tìm anh trả thù à? Đúng là có chuyện như thế, nhưng mà cây đổ thì nắng tan, mối thù này chúng không trả nổi. Thằng nhóc cậu, nếu mà có bản lĩnh như vậy, giúp tôi làm một chuyện. Nói đi. Giúp tôi thủ tiêu một người. Ai? Tới thành phố trung tâm đi, bàn chi tiết. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Chỉ có kẻ lang thang mới đi lục thùng rác thì phải. Người mà giỏi giang một chút, ai lại chịu buông xuống tôn nghiêm đi lục thức ăn trong thùng rác cơ chứ? Chỗ tôi có chút đồ ăn, hay là cho anh nè. Gương mặt đó chẳng khác nào giống Ngô Phong y như đúc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Xin lỗi chồng, vừa rồi em mới gặp một người lang thang, anh ta trông rất giống anh. Anh ta làm sao mà so được với anh chứ? Chắc là em bị điên rồi. Khi nãy chắc chắn là em bị hoa mắt. Em có phải đã mặc ít quá không? Bị cảm lạnh rồi hay gì? Em không sao. Anh không cần lo cho em đâu chồng. Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi, ở đây còn có anh mà. Ừ được. Đi đi. Lập tức trích xuất toàn bộ camera hôm nay, quãng đường mà Hứa San tới tiệm cà phê, cậu điều tra cho tôi. Kẻ lang thang mà cô ấy gặp phải rốt cuộc là ai?
có muốn nếm thử không? Cảm ơn cố nhị gia, tôi đã ăn qua rồi. Người mà anh muốn tôi thủ tiêu, rốt cuộc là ai vậy? Ngô Phong. Sao hả? Quen à? Đây chính là người mà anh muốn tôi thủ tiêu ư? Đúng vậy. Nó hả? Chính là tam thiếu gia của nhà họ Cố, Cố Vân Chi. Cũng chính là thằng em cộm cán của tôi. Thì ra người đó chính là hắn. Sao hả? Sợ rồi à? Nghe nói vị tam thiếu gia nhà họ Cố này rất được lòng của lão gia mấy người. Ông ta còn tính đem Cố thị giao cho hắn. Một người như vậy đột nhiên biến mất, ông ta sẽ không điều tra ra đấy chứ? Nhà họ Cố mấy người không dễ xơi chút nào. Lỡ như truy cứu lên đầu tôi đỡ không nổi đâu. Thì ra cậu còn sợ cái này à? Cố. Ngô Phong. Anh Sơn. Sao hả? Có phải có thể lấy giả làm thật không? Nhị gia, chỉ cần cậu lạc lữ trừ khử đi Cố Vân Chi, người này có thể làm việc cho chúng ta. Trừ khử Cố Vân Chi, để Ngô Phong thay thế nó, Ngô Phong sẽ trở thành con rối của Cố Vân Châu. Khi tôi bắt được Ngô Phong, tôi cảm thấy dường như ông trời cũng đang giúp tôi. Nhưng mà nhị gia, đừng nói là anh thật sự tưởng rằng lão gia mấy người mắt mờ tới nỗi nước này đó nha. Hay là anh muốn trừ khử luôn cả lão gia mấy người đó nhé, Lục Sơn. Cậu chỉ cần làm tốt chuyện của cậu là được, những chuyện khác cậu không cần bận tâm. Ở đây có một tòa nhà, số người cũng khá là đông đúc, có thể xem là nơi tấc đất tấc vàng. Chỉ cần cậu thủ tiêu Cố Vân Chi, sau khi xong chuyện, nó thuộc về cậu thấy thế nào? Mạng của Cố Vân Chi này đúng là có giá. Lục Sơn, tôi nhắm chúng cậu chính là vì đủ nhẫn tâm, đủ dã tâm. Vậy xin hỏi, vị tam thiếu gia nhà họ Cố này hiện đang ở đâu? Từ khi máy bay riêng của nó xảy ra tai nạn thì thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu không thì tôi tìm cậu tới để làm gì? Xem ra cái tên này vẫn còn chưa biết Cố Vân Chi đang ở Giang Châu, cũng không có biết Cố Vân Chi đã kết hôn rồi. Ăn xong rồi à? Ừ. Em đi đây. Đi đi. Nè, anh coi tiệm cho tốt đó. Yên tâm đi. Ha ha ha, Tam ca. Ai yêu, Tam ca anh đang ăn đó à? Không phải chứ Tam ca, đồ ăn thừa của vợ mà anh cũng thể ăn ngon như vậy. Sức ăn của vợ tôi kém, lại không thích lãng phí, cho nên đồ ăn thừa trong nhà đều là tôi ăn hết. Vậy anh hãy nói thử xem, khi nào thì em mới có một danh phận ở trước mặt chị dâu đây? Em đâu thể nào cứ là một người vô hình cơ chứ. Cậu ư? Hiện giờ tôi còn danh không chính ngôn không thuận đây nè, xếp hàng mà đợi đi. Với thái độ này của anh, em nói chị dâu sao mà chịu yên tâm để anh ở lại tiệm một mình vậy? Bộ mặt Diêm Vương của anh không sợ hù người ta chạy hết sao? Ha ha ha. Ha ha, nói giỡn thôi mà. Nói chuyện chính với anh nè, anh kêu em đi điều tra vụ camera người lang thang trước đó đã tìm ra rồi. Hơn nữa, người này còn khá quen với chúng ta nữa. Ai vậy? Ngô Phong. Tên Ngô Phong đó chưa chết ư? Đúng vậy. Nhưng mà hai người ngoài trông rất giống nhau ra, những thứ khác chẳng có gì giống hết. Tên Ngô Phong này khi đó sau khi ra tù đã đắc tội với mấy tên đại ca xã đoàn ở Giang Châu này, thiếu nợ không trả, còn bị chặt đứt một ngón tay, bị ném khỏi Giang Châu, không ngờ rằng giờ lại quay lại nữa. Cho nên tên Ngô Phong này có quan hệ với Lục Sơn à? Theo em thấy thì Lục Sơn không chừng đã biết
anh không phải là Ngô Phong thật. Hơn nữa dựa vào mối quan hệ của hắn với Cố Vân Châu, tình hình của anh ở Giang Châu có lẽ đã bị lộ rồi, không loại trừ khả năng này. Vậy thì việc cấp thiết bây giờ, chúng ta phải mau chóng bắt lấy tên Ngô Phong này. Hơn nữa phần phía cậu, hãy trông chừng kỹ Cố Vân Châu cho tôi, xem có dính líu gì tới hắn không. Em sẽ bí mật sắp xếp, nhất định dốc hết sức mình. Hứa San là vợ của Ngô Phong, đã vậy tên lưu manh hắn vẫn còn sống. Chồng ơi, anh ở đâu? Chồng ơi, nhất trượng bên trong là chồng, nhất trượng bên ngoài thì không phải nữa. Chồng ơi, kế hoạch thâu tóm đất đai ở phía tây thành phố trung tâm cực kỳ quan trọng với nhà họ Cố. Một khi Cố Vân Châu giành được trước, cho dù mình có thừa kế gia chủ Cố gia cũng sẽ vô cùng bị động. Trước đây mình chẳng hề quan tâm vị trí đó, nhưng bây giờ mình buộc phải đứng trên vị trí tối cao mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Chồng à, anh đang làm gì vậy? Ngủ không được nên ngồi xem tin tức một chút đó mà. Đêm hôm khuya vậy cũng có tin tức để mà xem à? À, là tin tức của trước đây. Anh chán quá nên xem lại ý mà. Chồng anh nói thật cho em biết đi, anh có phải đang giấu em chuyện gì không? Nói như anh đang giấu em tìm Tiểu Tam không bằng. Chuyện này thì không thể nào, vì tiền lương mỗi tháng của anh đều để ở chỗ em, mỗi ngày trên người không quá 200 đồng. Cho nên đó, nào tới đây, vợ anh có thế nào đi nữa cũng không được bỏ rơi anh đâu đó. Hứng. Chồng à, rốt cuộc có chuyện gì? Những chuyện xảy ra gần đây khá nhiều. Thực ra đột nhiên em có chút sợ. Sợ cái gì chứ? Em sợ những gì bà cụ kia nói. Bà nói chúng ta có thể sẽ chia cắt. Em nhớ đấy, cho dù chúng ta có lạc nhau, anh vẫn sẽ có thể tìm lại được em. Dù sao em chính là hoàng hậu của anh. Ừm, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Cố Vân Trí, một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, không ngờ lại có thể chịu được cuộc sống giản dị như vậy. Chồng à, đáng ra anh phải nghe lời em. Giá cả của chúng ta thật sự có thể hạ thấp một chút. Lời ít bán nhiều mà, bán không được thì thôi. Dù sao trong tiệm có anh có thể gì hả? Chồng à, chúng ta là mở cửa làm ăn. Anh ăn như vậy, tiệm cũng bị anh ăn sập luôn. Gần đây anh ăn nhiều đồ ngọt quá rồi đó, mỡ bụng cũng muốn lòi ra luôn. Nè, anh bị bụng lớn hả? Cũng là no em nuôi đó, em dám làm bụng anh lớn ra như vậy, có cần chịu trách nhiệm không? Không hoan nghênh à? Vợ à, lát nữa em ra ngoài trước đi, ở đây giao cho anh xử lý. Nhưng mà em không yên tâm anh, nghe lời anh đi đi. Ừ, cho tôi một phần combo trà chiều, cà phê không cho đường. Combo trà chiều phải không? Để tôi làm cho anh có được không? Tôi là ông chủ ở đây, tại sao lại không được? Bánh ngọt của bà chủ làm, không nỡ cho tôi ăn tới vậy sao? Không phải là không nỡ, là anh không xứng. Sao hả? Không hài lòng à? Anh có thể đi, một bữa này tôi vẫn có thể mời nổi. Hê, tôi không phải có ý này. Đồ ngọt quả thật có thể khiến người ta tâm trạng vui vẻ, nhưng không tốt cho răng. Một con mãnh thú không có nanh thì làm sao là giành về thiên hạ? Lục Sơn, anh sớm đã nhận ra tôi không phải là Ngô Phong chứ gì. Đúng vậy, hắn không có thú vị như anh. Vậy giờ anh đã biết tôi là ai? Anh là tam thiếu gia nhà họ Cố, Cố Vân Trí. Anh có biết
xung quanh đây toàn là người của tôi, bọn họ có thể vào đây bất cứ lúc nào, để lấy mạng anh. Xung quanh đây toàn là người của tôi, vậy thì anh cứ thử xem. Anh đừng nóng vội ra tay, chúng ta vẫn có thể bàn bạc. Muốn địch thì nhanh đi, Cố Vân Châu. Hắn đã tìm được Ngô Phong rồi, hắn sẽ ra tay với anh bất cứ lúc nào, sau đó thay thế anh. Đánh lừa tất cả, đạt được mục đích của hắn. Để đạt được mục đích của hắn, anh tốt nhất nên sớm chuẩn bị đối phó với hắn. Cho nên anh là người của Cố Vân Châu. Hắn ta chỉ là muốn tôi thay hắn làm việc. Cho nên ngay từ lúc đầu, anh chính là muốn tới giết tôi. Tôi mà muốn giết anh, người phụ nữ của anh sớm đã thành quả phụ rồi. Vậy tại bây giờ, anh nói với tôi những điều này. Nè, không phải chứ, người khác hại anh hỏi tại sao, người ta giúp anh cũng muốn hỏi. Tôi và anh hai đồng tông đồng tộc, ngay cả người thân có cùng máu mủ cũng muốn giết tôi, còn ai có thể tin được chứ. Này, tôi nói sao mà người nhà họ Cố các người toàn là có bệnh hết. Cố Tam gia tùy anh thôi, người ngoài như tôi, lời hắn ta nói mà cũng chẳng tin, nhưng người ngoài tôi đây, nếu như đem thân phận thật của anh nói với người bên trong đó, anh nói chú thỏ trắng này có tin hay không? Lục Sơn, mày đang muốn chết à? Xem ra anh có vẻ rất sợ ấy nhỉ. Anh khoan hãy kích động như vậy có được không? Tôi tới chính là để bàn bạc với anh. Thôi được, Cố Vân Châu hắn hứa với tôi, chỉ cần tôi giết chết anh, sẽ cho tôi một tòa nhà ở trung tâm, lại tấc đất tấc vàng gì đó, điều kiện tốt như vậy, sao ngươi không làm? Tôi cảm thấy Cố Vân Châu, hắn chính là một bên điên, lại còn biến thái. Thằng nhóc Ngô Phong đó, nó vốn dĩ chẳng thể nào thay thế được anh. Xem như ngươi biết điều. Lúc này cô ấy tâm trạng đang vui, nếu mà nói với cô ấy gì đó, cô ấy chắc có thể chấp nhận chăng? Chồng ơi, anh bị làm sao vậy? À, không có gì. Vợ à, anh muốn nói với em một chuyện. Trùng hợp đúng lúc lắm. Em cũng có chuyện muốn nói cho anh biết. Hả? Chuyện gì? Hôm nay em đã đi làm kiểm tra. Sao hả, chỗ nào của em không được khỏe? Tháng này cái đó của em không có tới. Ý của em là em có thai rồi. Vẫn chưa biết nữa. Kết quả kiểm tra vẫn chưa có. Đợi thêm nữa đi. Chồng à, mau để em xuống đi. Anh sắp làm cha rồi. Anh sắp làm cha rồi. Mau bỏ em xuống đi. Vợ à, cho anh nghe thử. Tiếng của con đi, tới đây. Nó gọi cha rồi. Đứa bé nó gọi cha rồi, kết quả kiểm tra còn chưa có ra cơ mà. Không, chưa biết bên trong rốt cuộc có hay không, ai ra. Chắc chắn có, chắc chắn có. Nè vợ à, nghe người ta nói phụ nữ sinh con rất đau. Có phải không? Chắc là vậy. Chẳng phải đều nói phụ nữ sinh con là lấy mạng lớn đổi mạng nhỏ sao? Nhưng mà nhiều người sinh qua như vậy, chẳng phải đều vẫn bình thường sao? Chồng à, anh lại đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ, không biết có phải anh đã dùng hết sự may mắn của cuộc đời mình rồi không, nên mới gặp được em. Ha ha. Cút. Hê hê Tam ca. Nè, cả buổi chiều nay, khóe miệng của anh chẳng khác nào như được tiêm filler vậy đó, nhô lên rồi thì chẳng xuống được nữa. Tôi sắp sửa làm cha rồi, nghiên cứu một chút kiến thức dạy trẻ sao hả? Em đang lo lắng, lỡ như anh đùng một cái dẫn Hứa San với đứa con mang về nhà họ Cố, những người đó chắc chắn sẽ điên lên mất. Tôi chắc chắn sẽ dẫn San San về nhà. Tôi không cần biết bọn họ có chấp nhận hay không, cô ấy đều là vợ của tôi. Ha ha ha. Hình như hồi trước có người từng nói sẽ không có kết quả gì hết với cô Hứa đó cơ mà. Nào là hai người không cùng thế giới, rồi không thể hòa hợp với nhau. Cậu đang cười gì đó? Việc gấp nhất bây giờ không phải là nhà họ Cố, mà là Ngô Phong. Hơn nữa hắn đang ở trong tay Cố Vân Châu. Cái gì? Hèn gì cho người đi tìm lâu như vậy, ngay cả sợi lông cũng chẳng tìm được. Tam ca, anh cứ dặn dò đi. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta phải nhân trước khi bọn chúng có hành động, buộc phải đổi tên trên giấy kết hôn thành tên của tôi. Anh chắc chứ? Anh thật sự mà tùy tiện kết hôn như vậy, ông nội chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tới lúc đó nhị ca lại nghe, tôi sẽ không vì ông nội tức giận
mà từ bỏ Hứa San. Nếu thế thì tôi không xứng làm người đàn ông của cô ấy. Anh lấy giấy kết hôn làm gì? Anh chỉ là muốn xem thôi mà. Cái này có gì mà xem chứ? Bỏ đi. Anh đã lục tung hết mọi thứ trong nhà lên như vậy rồi. Vậy thì hôm nay em sẽ đem tất cả mọi thứ nói cho anh biết. Những cái này chính là toàn bộ của cải của hai chúng ta. Thực ra em cứ giữ nó cho kỹ là được, không cần nói với anh. Như vậy sao mà được? Đây cũng là nhà của anh. Em đem tiền dư mỗi tháng gửi một phần vào trong tấm thẻ ngân hàng này, còn đã mua một sản phẩm quản lý tài sản, mỗi tháng cũng đều có lợi nhuận. Vợ của anh đúng là giỏi thật đấy. Còn một phần thì em gửi tiết kiệm ở trong này. Nếu như anh cần tiền gấp, anh cứ rút trong sổ tiết kiệm này. Mật mã của những thứ này đều là ngày cưới kỷ niệm của chúng ta. Anh nhớ cho kỹ đấy nhé. Biết rồi, nhớ rồi. À đúng rồi, em tính mua một phần bảo hiểm, nhưng mà em không biết nên mua cái nào mới tốt. Chồng à, anh xem đi nè. Em mua bảo hiểm để làm gì? Em mua bảo hiểm để làm gì? Đề phòng thôi mà. Chồng à, đây cũng là lần đầu em mang thai, em quả thật có chút căng thẳng. Mấy ngày nay em cũng có tra qua không ít tư liệu. Em thật sự sợ lỡ như có một ngày em giống như những gì trên tờ rơi viết, gặp phải sự cố nào đó. Vậy thì em nói linh tinh gì vậy? Em không được nghĩ ngợi lung tung, em sẽ không bị gì đâu. Anh đừng kích động, em chỉ nói là lỡ như thôi mà. Lỡ như gặp phải bất trắc nào đó, anh phải nhờ là đem tất cả tiền trong này đều lấy ra hết, sẽ không có chuyện đó đâu, cũng chẳng có lỡ như. Chồng à, anh thật sự không phải đang nổi nóng với em. Anh chỉ là muốn cho em biết sẽ không có sự cố như này, cho dù có đi chăng nữa. Anh không cần con, anh chỉ cần em. Được rồi, vậy hai chúng ta sau này ai cũng không được phép nói những lời xui xẻo như vậy. Hai chúng ta đó sẽ sống lâu trăm tuổi, cùng nhau trở thành yêu tinh già. Như vậy được rồi chứ hả? Ha ha ha, Tam ca ha ha ha, chuyện lần trước bảo cậu đi làm như thế nào rồi hả? Ai yêu Tam ca? Em á, thay vì anh kêu em đi làm cái bảo hiểm gì đó, chẳng thà anh tự mình đích thân viết một bản tuyên bố, cứ nói là toàn bộ tài sản của anh một nửa là của Hứa San, đại loại kiểu như vậy. Thiệt là, loại tuyên bố này có hiệu lực pháp lý không? Chắc chắn là có rồi, chỉ cần được công chứng xong rồi đều có hết mà. Tam ca, em chỉ là tùy tiện than thở có chút thôi, anh đừng tưởng thật à nghen. Tóm lại cô ấy là vợ của tôi, những thứ này đáng lý là của cô ấy. Anh mà thật sự làm như vậy, ông nội sẽ lập tức biết ngay đó. Hiện giờ anh là người thừa kế có triển vọng nhất của nhà họ Cố, tài sản không thể đo đếm được, tôi sợ gì chứ? Dù gì San San sớm muộn cũng phải đối mặt với người nhà họ Cố. Ờ, em hiểu rồi. Anh là đang muốn ép ngược Cố ra thừa nhận thân phận của Hứa San. Nói đi, Tam gia, lão gia đã biết chuyện anh ở Giang Châu rồi, có mời. Nhanh vậy sao? Cũng tốt. Tuyên bố xong rồi, cậu đi tìm một luật sư đáng tin một chút, mà đi công chứng. Hả? Ế rượu của tôi. Ui là trời, đây chính là não sự nghiệp đột nhiên trở thành não yêu đương đây sao? Tam ca của tôi ơi, thật là đáng sợ. Mình phải tránh xa đàn bà một chút. Về rồi à? Dạ. Ông nội, ta cần một lời giải thích của con. Hứa San là ai? Là vợ của con. Con kết hôn từ khi nào?
từ lúc nào có người phụ nữ này? Nếu như ta không chặn bản tuyên bố này lại, con có phải thật sự tính đem một nửa giang sơn của nhà họ Cố tay dâng tặng người? Đúng vậy. Nhưng không phải là một nửa, mà là toàn bộ. Con nói cái gì? Ông nội, một nửa hiện giờ ghi trên bản tuyên bố đó là vì cô ấy vẫn chưa thật sự trở thành vợ của con. Nếu như cô ấy chính thức trở thành vợ của con, tất cả những gì của con đều là của cô ấy. Nói như vậy thì tụi con vẫn chưa có kết hôn. Chưa có kết hôn thì tốt. Loại phụ nữ này không đáng tin. Nó là đang nhắm vào thân phận và địa vị của con để tiếp cận con tốt nhất nên giữ tỉnh táo, đừng trúng phải cạm bẫy của nó. Ông nội, cô ấy vẫn chưa biết con là ai, vậy càng tốt. Nếu như vậy thì con hãy chia tay với nó đi. Nếu như Hứa San đòi bám theo con hãy kêu nó cho một cái giá. Lần này con trở về chính là muốn thẳng thắn với ông. Con sẽ không chia tay với San San đâu. Cả đời này con chỉ muốn cô ấy. Con có biết mình đang nói cái gì không? Tôi rất tỉnh táo. Đồ bất hiếu. Nếu như mày không chọn được thì tao sẽ công khai tuyên bố tin tức kết hôn của mày với Vương Hân Mạn, đại tiểu thư nhà họ Vương. Lập tức chuẩn bị hôn lễ. Một tháng sau mày thuận lợi tiếp quản tao. Con nói rồi. Ngoài San San ra, con sẽ không chấp nhận ai hết. Ngoài Hứa San ra, mày chẳng chịu ai à? Vậy nếu như nó biến mất khỏi thế giới này thì sao? Cố Vân Chi, mày là người thừa kế đích thân tao bồi dưỡng. Cho dù làm chuyện gì, đều phải xuất phát từ Cố gia. Còn ông nội mày, trách nhiệm của tao là quét sạch mọi chướng ngại cho mày, bao gồm cả đàn bà. Nếu như ông khiến cô ấy biến mất khỏi thế giới này, thì ông cũng sẽ mất đi một người thừa kế do chính tay ông bồi dưỡng. Mày, Vân Chỉ anh về rồi à? Vân Chỉ anh về rồi à? Cô muốn thăm ông nội thì tự mà đi. Nhưng mà việc quan trọng nhất của em chính là tới thăm anh, tôi không cần. Vậy nếu như em nói em muốn cho anh biết chuyện liên quan tới Hứa San, không lẽ anh cũng chẳng muốn nghe sao? Đó là chuyện của tôi với cô ấy, chẳng liên quan gì đến cô. Cái cô Hứa này chắc là vẫn chưa biết thân phận anh nhỉ? Nếu như có một ngày bị lật tẩy, vậy thì thân phận của anh khó tránh sẽ làm cô ấy sợ hãi đó. Ai yêu thế thì anh nói xem, tới lúc đó cô ta vẫn sẽ yêu anh như lúc đầu chứ? Cho dù là có, vậy anh nghĩ xem cô ta là yêu anh nhiều hơn hãy là sợ anh nhiều hơn nhỉ? Cô ấy sẽ tin tôi. Vân Chỉ, nếu như anh tin tưởng em thì em có thể đi nói với cô Hứa giúp anh, ít nhất để cho cô ấy biết được thân phận của anh xong, không còn sợ anh nữa, vẫn sẽ ở bên cạnh anh như cũ. Tôi không tin cô. Vương Hân Mạn, tôi cảnh cáo cô. Cô nếu còn lại gần cô ấy, tôi sẽ bất chấp mọi giá để cả nhà họ Vương chôn chung với cô. Cô tốt nhất nên biết điều một chút, đừng nên có những ý đồ không nên có. Nói đi, Ngô Phong, vợ anh Hứa San hiện giờ đang ở bệnh viện, anh mau qua đây đi, cô ấy bị sao vậy? Hứa San, kết quả kiểm tra đã có rồi, thực ra cô vốn chẳng hề mang thai. Hơn nữa chúng tôi kiểm tra được thể sức cô hơi yếu, tỷ lệ mang thai thấp hơn rất nhiều so với người bình thường. Chồng ơi, em xin lỗi. Đáng ra em nên kiểm tra rõ trước mới nói cho anh biết, làm anh hụt hẫng rồi. Em, San San, thực ra có con hay không đối với anh mà nói không quan trọng. Sau này nếu như em thích trẻ con thì chúng ta sinh. Em không muốn sinh. Anh cảm thấy hai chúng ta ở bên nhau cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà đàn ông chẳng phải đều muốn phụ nữ sinh và nuôi dạy con cái cho họ sao? Trời ạ, thật ra cái chuyện sinh con này hoàn toàn do em quyết định. Chỉ cần em muốn sinh, anh có thể toàn lực phối hợp với em. Làm cái gì vậy? Vui dữ vậy ta? Chồng à, em vừa mới tính tiền xong. Tháng này chúng ta
lợi nhuận từ tiệm cà phê, cộng với tiền tiết kiệm trước đó, còn có lợi ích đầu tư tài sản nữa. Chồng à, em có thể mua xe cho anh rồi đó. Em nói cái gì? Mua xe ư? Em từ rất lâu rồi thì đã muốn mua xe cho anh, chỉ là trước đó chưa có dành đủ tiền. Ai ra em không cần mua xe cho anh. Em đem số tiền đó giữ lại chỉ bị cho mẹ đi. Yên tâm, bệnh của mẹ đã tốt lên rất nhiều rồi, nói không chừng một thời gian nữa thì có thể xuất viện về nhà rồi đó. Hơn nữa, mẹ rất quan trọng, nhưng em cũng đâu thể để cho chồng em thiệt thòi được chứ. Chồng quyết định vậy đi nhé. Tam ca có việc gấp, anh ra đây chút đi. Chồng à, ai gửi tin nhắn cho anh vậy? Một người bạn của anh muốn tìm anh để gặp mặt. Người bạn nào vậy? Bạn tù trước đây. Bạn tù ư? Ý anh nói là cái người thường xuyên mượn tiền anh trước đó à? Đúng vậy. Chồng, không phải anh nói anh không liên lạc với bọn họ nữa mà. À, là như thế này. Bọn họ ở trong đó cải tạo cũng khá tốt nên muốn làm lại cuộc đời. Anh cảm thấy có thể cho họ một cơ hội. Thôi được, em tin con mắt nhìn người của chồng em. Đi đi. Tam ca, Phương Hàn điều tra ra được nhị gia đang bí mật huấn luyện Ngô Phong để hắn bắt chước nhất cử nhất động của anh, từ ăn mặc cho tới lời nói cử chỉ, thậm chí mỗi một động tác nhỏ, biểu cảm nhỏ cũng phải làm giống y hệt. Không dễ gì bắt được Ngô Phong, một quân cờ tốt như vậy làm sao có thể để lãng phí được. Hơn nữa bọn họ gần đây còn đã mua vé máy bay đi anh. Hừ, nước anh à, anh hai tôi luôn muốn giành lấy miếng đất ô ngoại phía tây, nhưng anh ta không có nhiều tiền như vậy. Lúc này anh ta chắc chắn sẽ điều động nhóm tài chính bên anh của nhà ngoại tôi. Tới lúc đó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cho nên bọn chúng sắp xếp tên Cố Vân Trì mới này muốn ra sân làm việc rồi, cho nên cứ cho chúng tại nguyện thôi. Hả? Trong mấy ngày nữa anh lại phải đi tập huấn rồi. Hiện giờ chúng ta đã có quán cà phê rồi, hay là công việc ở võ quán anh đừng làm nữa. Vợ à, đợi lần này anh trở về, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Là chuyện liên quan tới cái gì? Thực ra anh vẫn còn người nhà, chỉ là rất ít liên lạc. Lúc kết hôn nhà họ Hứa từng nói với mình Ngô Phong song thân đã mất, ngay cả một người họ hàng cũng không có. Bây giờ xem ra chắc là những người đó trên Ngô Phong từng ngồi qua tù không muốn để ý anh ấy. Chuyện anh muốn nói với em là cái này à? Chồng à, mấy ngày này anh cứ yên tâm tập huấn đi, qua cho họ hàng bạn bè để em chuẩn bị. Chờ anh quay về, chúng ta sẽ đi tới từng nhà thăm viếng bọn họ. Có được không? Em thật sự chịu đi gặp họ sao? Đương nhiên rồi, người nhà anh cũng chính là nhà em. Quá tốt rồi vợ ơi. Vậy tới lúc đó chờ anh về, anh sẽ đem tất cả chuyện của anh và nhà anh đều nói cho em biết. Được, quyết định vậy đi. Bây giờ cuối cùng mình cũng có được cuộc sống như mình mong ước. Thật sự hy vọng mình có thể cùng chồng của mình cứ hạnh phúc mãi như vậy, không bao giờ lìa xa. Xin hỏi cô là nhị tiểu thư hả? Tôi là chị chủ của nhà họ Hứa nè. Chị có việc gì thì cứ nói đi. Sáng nay có người gửi một lá thư tới, được gửi từ thành phố trung tâm, hình như là thiệp mời gì đó. Trên phong bì là tên của nhị tiểu thư cô. Của tôi ư? Thành phố trung tâm. Chắc là chị nhầm rồi đó, phải là của Hứa sao mới đúng. Quả thật là tên của cô, nhị tiểu thư, khi nào cô mới có thời gian qua lấy, thế ngày mai đi. Tôi gọi chị bao nhiêu lần rồi, bộ bị điếc hay gì, nếu như không muốn tiếp tục làm nữa, thì mau cút về quê đi. Đại tiểu thư, đừng có giận tới liền tới liền. Thiệp mời từ thành phố trung tâm. Là anh hai. Bắt đi. Em trai à, nghe nói em lại chạy tới chỗ của lão già đó hả? Khó trách lão già đó lại thích em tới vậy. Cứ tiếp tục như vậy thì tất cả mọi thứ của nhà họ Cố đều tới chui vào túi em hết. So với anh hai thì em còn thua xa lắm. Anh hai tìm em có chuyện gì? Chẳng có chuyện gì hết. Chỉ là nếu như không có chuyện gì, chúng ta bữa khác rồi nói tiếp. Được. Mày cứ mà vỗ mông định ngọt lão già đó đi. Nhưng mà Cố Vân Trí, người đàn bà của mày
đúng là ngon thật. Anh nói cái gì? Tao nói người đàn bà của mày vừa thơm vừa mướt, kỹ thuật lại giỏi. Cố Vân Châu, Cố Vân Châu, tao giết chết mày. Tam thiếu gia, cút ra hết cho tôi. Sau này chúng ta là vợ chồng rồi, nếu đã gả cho anh, em đã ấn định sẽ theo anh suốt đời, yên tâm đi. Cho dù cả đời này anh không đi làm, vợ cũng có thể nuôi anh. Chồng à, ngoài chuyện gả thay ra, em chẳng còn chuyện gì che giấu nữa. Sau này anh cũng không được giấu em chuyện gì hết có được không? Mình đáng lẽ nên sớm nói rõ thân phận với cô ấy. Mình đúng là khốn nạn, là mình đã hại cô ấy. Cố Vân Châu, dám ức hiếp vợ tao ư? Hôm nay tao sẽ cho mày chết. Chỉ cần dùng sức thêm nữa, thêm một chút nữa, mình sẽ có thể giết chết tên xúc sinh này. Ngô Phong, sao anh lại ở đây? Không phải Hứa San, không phải cô ấy. Cố Vân Chi, mày đứng lại. Anh hai, anh kêu tôi qua đây, đừng nói là để tôi xem anh vui vẻ với phụ nữ đấy nhé. Tôi không có hứng thú. Cố Vân Chi, mày cũng không xem người phụ nữ này là ai. Anh hai, ông nội nói với tôi, chuyện gì cũng nên lấy đại cục làm trọng, không cần thiết vì một người phụ nữ đôi con như vậy. Tôi cảm thấy ông nội nói rất đúng. Cho nên sao hả? Lúc nãy còn muốn giết chết tao cơ mà, bây giờ thì sao hả? Chúc anh chơi vui vẻ. Đánh tao rồi muốn bỏ đi à? Đánh tao rồi muốn bỏ đi à? Anh hai, tôi sớm đã nói với anh, đừng ở sau lưng tôi mà giở trò. Nếu không, kết cục của mấy người sẽ rất thê thảm. Đừng nói anh đã quên rồi nhé. Ngô Phong đừng đi. Ngô Phong, tôi xin anh, xin anh hãy cứu tôi. Hắn không phải là Ngô Phong, hắn là tam thiếu gia của nhà họ Cố chúng tôi. Cố Vân Chi, tiểu mỹ nhân, em đúng thật là đã gặp người chẳng tầm thường. Em nói sao nó lại đem vợ của mình dâng ra như vậy? Hay là cô chẳng phải là vợ nó? Rốt cuộc cô là ai? Tôi không phải Hứa San, đại thiếu gia, tôi xin lỗi. Tôi chính là quá ngưỡng mộ anh. Á, Hứa San đâu? Hứa San ở đâu? Hứa San đâu? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô ta, tôi, Tiêu, em gái về đấy à? Bộ đồ này của chị thế nào hả? Đây là tác phẩm của Andy, stylist quốc tế đấy. Nhưng mà có nói với em thì cũng chẳng biết đâu nhỉ. Đúng là đàn gãy tai trâu, tôi tới là để lấy đồ. Chị Chu nói có một lá thư của tôi. Thư ư? Tôi mở nó rồi. Cái gì? Cái cô nói là cái này à? Bất ngờ thật đấy, Hứa San, bản lĩnh của cô thật không nhỏ. Lại có thể dụ dỗ được Cố Vân Châu ở thành phố trung tâm. Cố Vân Châu là ai chứ? Bớt giả vờ đi Hứa San. Nói thật cho cô biết, bữa tiệc này cô hết đi được rồi. Người mà Cố Vân Châu mời là thiên kim thật sự của nhà họ Hứa, không phải cô. Hứa Giao, không cần biết cô có tin hay không. Cố Vân Châu, tiệc tùng tôi đều không có hứng thú. Tôi có chồng tôi, hơn nữa tôi rất yêu anh ấy. Mục tiêu cuộc đời tôi trước giờ không phải là gả vào hào môn. Hứa San, cô có thể bớt giả vờ được không? Còn có người không thích vinh hoa phú quý sao? Ai chả muốn mình được gả đi chỗ tốt. Đúng vậy, tôi không thể làm được chuyện đàn gãy tai trâu. Cô đại tiểu thư, người mà Cố đại thiếu gia cử tới đã đang đợi đón cô tới sân bay rồi. Hứa San, nể tình cô gả thay cho tôi.
tôi thay cô đi dự tiệc. À đúng rồi, như vậy coi như là chúng ta về rồi đó. Con tiện nhân mày, tại mày mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao rồi. Thì ra là mày làm hỏng chuyện tốt của tao. Đại thiếu gia, Hứa San. Hứa San chính là một người phụ nữ đặc biệt thanh cao, đặc biệt biết giả vờ. Nó chắc chắn vẫn chưa biết thân phận của Cố Tam gia. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này đối phó với nó. Thật vậy sao? Xem ra cô vẫn còn chút tác dụng đấy nhỉ? Hả? Tuy là người mà Cố Vân Châu bắt đi là Hứa Giao, nhưng điện thoại của San San sao mãi không gọi được. Thiếu gia, cậu Đề Giang Châu, ngày mai cậu phải tới họp đồng sự, ấn định phương án cải cách của tập đoàn. Sao lại có thể, ở thời khắc quan trọng này mà về Giang Châu, phương án gì chứ? Cậu xem tôi có giống phương án không? Cậu yên tâm đi, tôi vẫn luôn cho người trông chừng, cô Hứa thật sự không sao, vậy tại sao cô ấy lại không nghe điện thoại? Chuyện này, tôi cũng chẳng thể trả lời cậu. Hơn nữa, cậu cũng thật là, đêm nào nửa đêm cậu cũng gọi điện cho người ta, lại còn đòi người ta bắt máy, cô Hứa người ta không cần ngủ hay gì? Vợ. Vợ. Chồng. Em xin lỗi. Hôm qua em ở một mình chán quá, đã ở nhà uống chút rượu, không ngờ rằng ngủ tới bất tỉnh nhân sự, ngay cả anh gọi cũng không nghe thấy. Ờ. Chồng à. Anh giận rồi hay gì? Chồng. Chồng. Thật sự xin lỗi mà. Sau này khi anh không có ở nhà, em sẽ không uống rượu nữa. Ờ, sau đó. Sau đó cho dù là đi ngủ, em cũng sẽ đặt điện thoại ở kế bên tai. Em đảm bảo, sẽ nghe điện thoại anh trước tiên, có được không? Được. Em hãy ngoan ngoãn. Ở nhà đợi anh. Anh rất nhanh sẽ về thôi. Ừ, được. Ai lô. May mà tối qua không phải là Hứa San, nếu không thì trên núi Minh Hoàng, chắc chắn có mộ của Cố Vân Châu. Tình hình ông nội thế nào rồi? Mấy viện trưởng hội chẩn cùng ngồi chấn giữ ở nhà. Sức khỏe lão gia đã ổn định rồi, chỉ là không quản được chuyện ở công ty. Cho nên hiện giờ chỉ có thể để tôi tạm thời thay thế quản lý bệnh này của ông nội. Đến thật là đúng lúc. Chuyện này cô Hứa chẳng phải là rất ủng hộ anh đi làm sao? Để anh yên tâm mà ở đây. Hiện giờ ông nội có thể gặp người khác không? Bác Sầm nói lúc này nhị gia đang bên cạnh giường chăm sóc. Tam thiếu gia, đây là phương án cải cách của tập đoàn. Lão chủ tịch muốn anh hôm nay nhất định phải họp với các bộ phận liên quan, buộc phải họp với các bộ phận liên quan thảo luận cho ra kết quả sơ bộ. Ông nội trước đây thương mình, tuyệt đối không để cho mình trong một ngày làm nhiều việc như vậy. Chuyện bất thường chắc chắn có vấn đề. Cuộc họp rời xuống 4 giờ chiều. Trước khi tới lúc đó, vẫn còn trống được một tiếng. Tôi chuẩn bị đi thăm ông nội. Tam thiếu gia, cậu. Sao hả? Ông nội tôi bị bệnh, tôi đi thăm ông ấy. Cô muốn ngăn cản tôi hay gì? Ông nội, đây là con Cố Tình hầm cho ông. Ông, nếm thử đi. Vân Trì, đúng là giỏi thật. Chỉ mới vài ngày đã quản lý Cố Thị đâu ra đó. Người bên dưới đều nói nó có khí phách của ông năm xưa. Đó là tất nhiên. Chuyện nó đánh con cũng không sai. Vâng, vâng. Là con phá quá thiếu dạy dỗ. Vân Chỉ đánh đúng lắm. Ta biết. Con chỉ là ngoài mặt nói vậy thôi. Ông nội, chuyện này thực ra chỉ là hiểu lầm. Người phụ nữ đó không phải là Hứa San. Hả? Ông nội, thông qua chuyện này, con cảm thấy chỉ cần còn người phụ nữ đó, Vân Chỉ nó nhất định sẽ mất đi lý trí. Xem ra thì người phụ nữ đó nhất định phải thủ tiêu. Nghe nói con đang cất giấu một vũ khí bí mật.
đừng tưởng rằng ta không biết con đang nghĩ gì. Hay là con hãy đem vũ khí bí mật đó ra xài thử đi. Ông nội, ý của ông là để cho Ngô Phong thủ tiêu Hứa San? Nghe nói Ngô Phong trông rất giống với Vân Trí. Vâng. Lúc đó nhà họ Hứa có hôn ước, người đó chính là Ngô Phong. Chẳng qua Vân Trí nó đã ở cái thôn đó dưỡng thương một khoảng thời gian nên mới kết hôn với Hứa San. Đợi khi thủ tiêu người phụ nữ này rồi, Vân Trí vẫn là người thừa kế ưu tú nhất của nhà họ Cố ta. Thủ tiêu Hứa San cũng đồng nghĩa lấy đi mạng của Cố Vân Trí. Vâng, bây giờ con sẽ cho Ngô Phong qua đó, nhưng mà ông ở bên này phải giúp con câu giữ lấy Vân Trí một lát, chuyện này coi như giao cho con. Nhanh gọn chút. Bà ngoại, sao bà lại gọi cho con vào lúc này vậy? Ta còn muốn hỏi con nữa kìa. Chẳng phải con nói có thằng cháu giả muốn gửi qua đây cho ta sao? Kêu ta bắt nó ngay tại chỗ gì mà? Dạ đúng, nhưng mà giờ đã mấy ngày rồi, có thấy đâu. Theo lý mà nói, Cố Vân Châu chắc đã hành động rồi. Phương Hàn, anh hai tôi mấy ngày nay đang bận gì vậy? Hình như luôn ở bên cạnh chăm sóc cho lão chủ tịch, không hề bỏ đi. Mau đi đặt vé máy bay về Giang Châu. Thiếu gia cậu, lời tôi nói không lẽ anh nghe không hiểu hay gì? Chồng ơi, chồng ơi, chẳng phải anh nói phải hơn một tuần anh mới về sao? Anh lại đột ngột chơi du kích, muốn cho em một bất ngờ có phải không? Chồng ơi, anh có phải mệt rồi không? Kỳ lạ, hành lý của anh ta đâu? Cô đứng đó làm gì hả? Vào trong. Chồng à, anh có phải bị cảm lạnh rồi không? Giọng sao bị khàn rồi? Phải giải quyết nhanh gọn, bớt nói chuyện, đừng để người khác nhận ra. Chồng à, chắc là anh đói rồi phải không? Em đi làm đồ cho anh ăn nha. Thì ra người này chính là Hứa San ư? Là người vợ mà Cố Vân Trí lấy thay cho mình. Cô vợ này đúng là đẹp thật đấy, giết thì tiếc quá. Ít ra để mình hưởng thụ cái đã. Người này khác xa với Ngô Phong mà mình biết. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chồng à, cơm xong rồi. Chồng, anh bị sao vậy? Không sao. Hắn ta lại chẳng hề để ý mùi vị của thì là. Chồng mình rõ ràng là chúa ghét thì là. Chỗ tôi có đồ ăn nè, hay là cho anh đó? Sao vậy hả vợ? Em đang sợ chồng em à? Hả? Muốn chạy sao? Đừng mà. Chồng ơi cứu em. Ngô Phong cứu em. Đừng kêu nữa, tôi chính là Ngô Phong. Sao lại có thể chứ? Cô rốt cuộc đã gả cho ai? Đừng nói ngay cả cô cũng không biết đấy nhé. Hả? Tôi chính là Ngô Phong. Cô là vợ của tôi. Không phải. Yên tâm đi, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Lát nữa tôi sẽ ra tay dứt khoát chút. Cô thấy sao?
Tam gia, anh không phải đã tới tiệm rồi sao? Tới tiệm ư? Tiệm gì chứ? Vừa rồi nghe anh em bên kia nói, tối nay đã nhìn thấy anh vào trong tiệm cà phê rồi. Trước đó anh Hàn có nói, không được làm phiền anh với cô Hứa, cho nên, bọn họ đã rút cả rồi. Chết tiệt. Người vào trong tiệm là Ngô Phong, và ngay lúc này, Hứa San đang phải đối mặt với hắn một mình. Lập tức qua đó lái xe đi. Đợi đã, Ngô Phong, tôi không muốn ở chỗ này. Cô nói cái gì? Ý tôi nói, ở đây lạnh quá. Lắm chuyện thật đó. Bởi vì sắp chết rồi. Khi nãy chẳng phải anh cũng nói, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng mà. Vậy người làm vợ như tôi, là lần đầu, cũng là lần cuối cùng, đưa ra yêu cầu với anh. Anh thật không chấp nhận sao? Được thôi. Nè, vậy cô nói đi đâu nào? Cái nhà kho đó, trong đó có nệm, hơn nữa cách âm cũng tốt, sẽ không bị người khác nghe thấy. Cô nói tôi phải tin cô thế nào đây? Nếu như anh không tin tôi, anh có thể bắt trói tôi lại rồi đưa vào trong mà. Trói cô ư? Anh không phải có dạy nịt đó sao? Không ngờ rằng, người phụ nữ như cô, trông có vẻ ngoan hiền, chơi cũng giữ ghê bây. Á? Cô dám chơi lén tôi? Cái con đàn bà này, tôi sẽ cho cô xuống địa ngục ngay bây giờ. Á? Chồng ơi cứu em. Cố Tam gia, anh thả tôi đi có được không? Tôi trả người đàn bà này cho anh, cô ta là vợ tôi. Sau này, cô ta chính là người phụ nữ của anh rồi. Hả? Mày đang tự tìm cái chết. Lên cho tôi. Tới bệnh viện, nhanh. San San, em tỉnh lại đi. Em nhìn anh nè, em nhìn anh nè. Bác sĩ, nhanh, cứu người. Bác sĩ, cô ấy là vợ tôi, là người mà tôi yêu nhất đời này. Ông nhất định phải cứu cô ấy. Cứu cô ấy, cứu cô ấy. Không thể nào, San San. Em không thể nào rời xa anh được, San San, em không thể nào rời xa anh được. Thiếu gia, camera ở tất cả các nẻo đường đều đã kiểm tra hết rồi. Tên tài xế này rất xảo quyệt, cộng với ở Giang Châu không ít những loại xe kiểu này, nhất thời điều tra có chút khó khăn. Tam ca, mẹ của chị dâu, em đã đưa tới rồi. Cậu chính là Ngô Phong? Không, Cố Vân Trí. Cậu chính là Cố Tam gia đó, của nhà họ Cố, ở trung tâm. Mẹ, là con. Sao cậu không chịu nói sớm? Cậu định hại chết San San nhà tôi, mới hài lòng hay gì? Hả? Mẹ, là lỗi của con. Đừng gọi tôi là mẹ. San San hôm nay mà không tỉnh lại, tôi không cần biết cậu là ai, đều coi như kẻ thù không đội trời chung với tôi. Dì à, dì đừng kích động. Tam ca, Tam ca, anh ấy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nó có gì mà không muốn như vậy chứ? Hả? Thái tử gia ở thành phố trung tâm, cuộc sống giàu sang chán rồi hay gì? Nhận bừa tội danh tội phạm cải tạo, chạy tới đây để mà lừa kết hôn. Dì à, dì không hiểu tình hình. Lúc đó Tam ca anh ấy đang bị trọng thương, bị người ta hãm hại, mới tới Giang Châu để mai danh ẩn tính.
Cố Vân Chi. Cậu thật sự xem mình là hoàng thái tử rồi hay gì? Người bị thương nặng, lại còn gây ra món nợ phong lưu. San San của tôi. Cậu thật sự có thể cưới nó sao? Đứa con tội nghiệp của tôi. Mẹ, San San là người phụ nữ duy nhất đời này của con. Nếu cô ấy mà chết, con sẽ đền mạng cho mẹ. Tôi cần mạng của cậu làm gì? Tôi chỉ cần San San của tôi, chỉ cần San San của tôi. Được rồi, dì à. Dì bình tĩnh đi. Chị dâu người tốt như vậy, chắc chắn người tốt sẽ gặp lành mà. Bác sĩ, vợ của tôi thế nào rồi? Đừng lo lắng, không có nguy hiểm tính mạng. Con gái tôi bị thương có nặng không? Có di chứng về sau không? May là vết dao không sâu lắm, không có cắt trúng động mạch, còn lại đều là vết thương ngoài da, cần phải thịnh dưỡng cho tốt. Cảm ơn nhé, Cố Vân Chi. Nhớ đấy. Những gì hôm nay cậu đã nói, mẹ. Bác sĩ, hãy mau triệu tập đội bác sĩ y tá, bao nhiêu tiền cũng không vấn đề. Nhanh, được. San San, Cố Vân Chỉ anh, dùng tính mạng của mình để cược. Sẽ không để cho em và người nhà em có chuyện. Chồng ơi cứu em. San San, anh không muốn gặp em. Trước đây anh là thân bất do kỷ. Anh vốn định đem tất cả chuyện này tìm một cơ hội để nói cho em biết, nhưng mà chỉ thiếu có một bước, chỉ thiếu mỗi bước nhỏ này. Xém nữa đã làm em mất mạng. Đừng mà. Đừng có qua đây. Cứu tôi. San San. San San, em đừng sợ. Là anh, cô đang sợ chồng của mình đấy à? Tôi chính là Ngô Phong. Bây giờ sẽ cho cô xuống địa ngục. Anh tránh ra. Vợ à, anh đừng chạm vào tôi. Anh rốt cuộc là ai? San San, tôi xin anh đấy, tôi xin anh đấy, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi vừa nhìn thấy anh là lại nghĩ tới anh muốn đánh tôi. Anh không phải người đó, tôi biết. Người đó là Ngô Phong. Nhưng trước giờ tôi cứ tưởng rằng anh chính là Ngô Phong. Xin lỗi, San San. Ngay từ đầu, anh nên nói thật với em. Anh không phải là Ngô Phong, anh chính là Cố Vân Chi. Là anh đã lừa dối em, cũng trách anh đã hại em. Bây giờ mình cuối cùng cũng hiểu tại sao trên người anh ấy luôn có một khí chất vượt trội so với người thường. Tại sao mỗi khi mình ước, tất cả đều có thể trở thành sự thật. Tại sao anh ấy không bao giờ quan tâm đến tiền. Anh ấy vốn là thiếu gia của nhà họ Cố. Cả thế giới này đều nằm dưới chân anh ấy. Còn gì phải sợ nữa. Trước kia tôi thường nói anh ngốc. Thực ra người ngốc là tôi. Luôn bị anh đùa giỡn mà chả biết gì hết. San San, em đừng khóc nữa được không? Mời anh ra ngoài. Được. Em đừng kích động, anh sẽ ra ngay bây giờ. Anh sẽ ở ngoài canh chừng cho em, luôn bảo vệ em. San San, con nghỉ ngơi trước đi. Tối nay muốn ăn gì? Mẹ đi mua thức ăn về nấu cho con. Mẹ, sức khỏe mẹ cũng không tốt, đừng làm việc nữa. Lát nữa chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi. Không sao đâu, con nghỉ ngơi đi. Ừm, được. Ồ, cậu Cố. Vết thương trên người San San dù đã dần dần hồi phục, nhưng vết thương trong lòng của nó cần một khoảng thời gian rất dài để hồi phục. Mẹ ơi, đây là món con đặc biệt nhờ đầu bếp làm. Mẹ và San San cứ thoải mái mà ăn là được. Có thể nhìn ra trong lòng nó không bỏ cậu được, chỉ là tạm thời không thể chấp nhận được. Cậu cứ từ từ, sớm muộn gì nó cũng sẽ vượt qua khúc cua này thôi. Con biết rồi, mẹ. Nhưng cậu nhớ kỹ đó, nếu cậu còn dám lừa dối nó nữa, làm tổn thương nó, cho dù tôi có chết chung với cậu cũng phải đòi lại công bằng cho San San. Ừm. Vậy con đi trước đây mẹ.
nói đi. Thiếu gia, tôi nghĩ anh vẫn là nên quay về một chuyến sẽ tốt hơn. Gần đây hội đồng quản trị chẳng khác nào thế giới của Nhị gia, chẳng khác nào muốn kiểm soát cả cái Cố thị vậy. Được, cứ để họ tự mãn vài ngày trước. Thiếu gia, sức khỏe của lão gia không tốt, rất muốn gặp cậu. Ừ, cậu nói với ông nội, cái chuyện giả bệnh đó đối với tôi đã không còn hiệu quả nữa. Vậy cậu bước tiếp theo định thế nào? Trước khi chưa làm lành xong với vợ tôi không có thời gian để quan tâm họ. Nhưng món nợ hại tôi, hại cả San San, sớm muộn cũng sẽ tính hết một lần. Tên ngốc này trước đây rõ ràng chẳng biết gì cả. San San, con phải làm theo con tim mình. Thân phận, địa vị, tiền tài, đó chỉ là những thứ vật chất bên ngoài, còn tình cảm giữa hai người là thuần khiết, không lẫn lộn bất kỳ gánh nặng thế tục nào. Nhưng mà, San San, con phải lắng nghe tiếng nói trong trái tim mình nhiều hơn. Nếu con vẫn còn yêu cậu ta, vậy thì hãy ở bên cậu ta. Ngồi đi. Nè, mẹ, món này nhìn trông có vẻ như không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mùi vị chắc chắn là không tệ, hai người nếm thử xem. Nếu không phải vì mình, anh ấy cần gì phải ăn nói nhỏ nhẹ, đứng đây để vỗ về mình. Mình và anh ấy vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Nè, em đi đâu vậy? Em tới quán cà phê. Nè, Vân Trì, cậu mau đi cùng với San San đi, dù sao thì cái tiệm đó cũng là của hai con, nhanh lên. Tôi chính là Ngô Phong. San San, anh đi ra. San San, là anh. Em nhìn anh nè, anh là Cố Vân Trí. Mọi chuyện đã qua rồi, tất cả đã qua rồi. Để em pha cho anh một ly cà phê. Anh muốn Americano, em biết. Không đường. San San, anh có chuyện muốn nói với em. Cố tiên sinh ư? Em đang muốn vạch rõ ranh giới với anh à, em chỉ là không biết phải gọi anh là gì. Em vẫn luôn gọi anh là Ngô Phong. Nhưng bây giờ em có thể gọi anh là chồng, giống như trước đây. Không giống. Anh không phải chồng em. Em là vợ người khác. San San, nhưng em đã từng nói, dù anh trở thành như thế nào đi chăng nữa, người đàn ông em yêu nhất vẫn là anh. Nhưng em không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cũng giống như con đường mà anh vẫn đang đi. Nhưng một ngày nào đó cảnh vật bỗng thay đổi, anh hoàn toàn không biết. Nếu anh cứ tiếp tục đi tiếp nữa, thứ chờ anh ở cuối con đường không sẽ là gì. Xin lỗi San San, anh biết mình không nên lừa dối em. Nhưng lần này anh vốn định sau khi từ thành phố trung tâm về sẽ nói cho em biết tất cả những chuyện này. Nhưng Ngô Phong hắn đột nhiên lại xuất hiện, đã làm đảo lộn kế hoạch của anh. Nhưng trước khi hắn ta xuất hiện, rõ ràng anh đã có vô số cơ hội có thể nói cho em biết mà. Tại sao anh không nói một lời nào? Tại sao anh không nói chứ? Rõ ràng anh đã có vô số cơ hội có thể nói cho em biết mà. Tại sao anh không nói một lời nào? Tại sao anh không nói chứ? Tại sao hả, San San? Em thật sự không thể tha thứ cho anh ư? Anh thừa nhận việc giấu giếm danh tính là lỗi của anh. Anh cũng thẳng thắn với em, lúc đầu khi ở bên em, anh thực sự không hề nghĩ rằng chúng ta sẽ có tương lai gì. Nhưng mà anh cũng không biết mình thực sự đã yêu em mất rồi. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Chúng ta hãy quay lại như khi chúng ta mới bắt đầu. Quay trở lại quá khứ thì có thể được gì chứ? Trở lại như trước. Anh có thể dũng cảm nói với em anh là ai. Anh sẽ dùng thân phận của Cố Vân Trí để yêu em một cách đường đường chính chính, trong phạm vi một trượng là chồng. Ngoài một trượng thì không phải nữa. San San, nhìn này, em còn nhớ sợi dây đỏ này không? Anh không tin vào những chuyện mê tín, nhưng anh thực sự sợ mất em. Thực sự rất sợ hãi, Cố Vân Trí. Cái tên này, đối với em mà nói nó quá xa lạ. Anh cũng phải cho em thời gian để thích nghi chứ. Anh biết đấy, em không phải người nóng vội. Anh hãy để em từ từ, có được không? Được. Anh hứa với em, San San.
anh còn có một yêu cầu nhỏ. Đó chính là em và mẹ có thể cân nhắc chuyển đến thành phố trung tâm không? Anh luôn muốn em về nhà của anh. Em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Và trước khi em về đó, anh sẽ giải quyết mọi rào cản cho em. Về vấn đề khu đất phía tây thành phố, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, vốn sẽ sớm được chuyển đến. Những công ty khác đều không phải là đối thủ của chúng ta. Ông nhớ mảnh đất này. Vân Trì cũng đã lập qua kế hoạch. Đúng vậy, ông nội. Kế hoạch của Vân Trì quả thật làm rất tốt, nhưng mà trong việc gọi vốn vẫn còn thiếu sót. Đúng vậy chủ tịch. Tam thiếu gia dù có năng lực mạnh, nhưng dự án lớn của chúng ta không phải chỉ dựa vào năng lực đâu, phải có kinh nghiệm thực chiến mới được. Nếu phó tổng tiếp quản, chúng tôi mới yên tâm. Nghe nói Tam thiếu gia vì một người phụ nữ lưu luyến không quên tại Giang Châu. Ai người trẻ tuổi luôn để tình cảm chi phối, đảm nhận dự án lớn như thế này sẽ bị chịu thiệt đấy. Đừng nói thằng nhóc này ngoài mặt thì đồng ý với mình, sai Ngô Phong đi thủ tiêu Hứa San, thực tế thì bảo Ngô Phong đừng giết, tiếp tục sử dụng người phụ nữ đó để mê hoặc Vân Trí. Ừ, có vẻ như các người đã có kết luận từ trước. Về rồi à? Đúng vậy, thưa ông. Vân Trì, sao em trở về rồi? Tất nhiên là đến để cướp spotlight của anh hai. Anh hai, có vẻ anh ngồi nhầm chỗ rồi, chỗ này là của tôi. Hôm nay là để thảo luận về việc khu đất phía tây ngoại ô, ai có thể giành được khu đất đó, người đó mới có thể ngồi vào vị trí này. Ồ, vậy thì cuộc họp hôm nay có thể giải tán rồi, bởi vì mảnh đất đó tôi đã mua nó rồi. Sao mà có thể? Em lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kế hoạch kinh doanh này chi tiết và toàn diện. Nguồn vốn lại đến từ hai công ty Đông Minh và Lôi An. Hai công ty này đã được lên sàn rồi, hiện tại chính là hai con ngựa ô trên thị trường chứng khoán. Ông chủ lớn đứng đằng sau hai công ty này hóa ra lại là Cố Tam gia đang đứng trước mặt. Nếu không nhớ nhầm, anh hai mấy ngày trước luôn tìm người để hỏi thăm, muốn gặp gỡ ông chủ của hai công ty này. Mày, hiện giờ khu đất ở ngoại ô phía tây, tất cả các thủ tục chuyển giao đều đang được xử lý một cách lặng lẽ. 3 ngày sau chính quyền sẽ chính thức công bố. Người trúng thầu chính là tôi, Cố Vân Trì. Vân Trì, mày giấu kỹ thật đấy. Không chỉ giấu chuyện này, mà còn giấu cả thân phận nữa. Không trách được có người đến giờ vẫn không dám gặp mày. Xem ra anh hai lúc nào cũng nhớ tới thân phận của mình, nên mới mang danh nghĩa nhà họ Cố cấu kết với tổ chức phi pháp ở nước ngoài. Con nói cái gì? Nếu không, ông nội làm sao nghĩ được rằng anh hai có số tiền đó để đấu giá? Anh hai đầu tư liên tiếp thất bại, trước mặt ông nội luôn luôn chỉ báo tin vui mà không báo tin buồn, làm thất thoát biết bao nhiêu tiền của nhà họ Cố. Anh thực sự cho rằng không ai biết những thủ đoạn mà anh làm sau lưng ư? Ông nội, ông nội nghe con nói đã, từ hôm nay trở đi mày không cần phải ngồi ở vị trí phó tổng nữa. Tập đoàn Cố Thị của tao tuyệt đối không dung thứ tên vô dụng hai mặt như mày. Những người khác rời đi, Vân Trì ở lại. Xin lỗi, cái này phải đợi chồng tôi về mới làm được. San San, cái chữ chồng này không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng dễ dàng gọi ra được. Mà đã gọi ra được, chứng tỏ vị trí người đó trong lòng của cô ấy là không thể lung lay, là người cô ấy muốn gửi gắm cả đời. Nhưng trước kia thì còn dễ nói, nhưng bây giờ danh tính đã thay đổi, địa vị cũng đã thay đổi. Người con dựa dẫm không phải là một người đàn ông bình thường, mà là người thừa kế của tập đoàn Cố Thị. Đứa trẻ ngốc nghếch ạ. Cuối cùng con vẫn để ý cậu ta đã lừa dối con. Con không biết phải nói sao? Nếu con để ý cậu ta đã lừa dối con, vậy thì thôi bỏ đi. Dù sao người ta cũng hàng ngày đến cửa dỗ dành con, xin con tha thứ. Mẹ cảm thấy thành ý của nó rất đủ. Nếu con để ý đến thân phận của nó, vậy thì tới đây. San San, cuộc đời này của chúng ta, nếu có thể gặp được một người thực sự yêu thương nhau, thật không dễ dàng gì. Khi hạnh phúc đã đến thì hãy nắm bắt thật chặt, nếu không cuộc đời này
sẽ sống trong nuối tiếc. Cố Vân Trì hôm nay không có ở đây. Anh ấy đã về nhà của mình phải không? Vân Trì, trước mặt hội đồng quản trị, vạch trần Cố Vân Châu, lại công khai tuyên bố mình thắng cuộc đấu thầu. Đột nhiên sử dụng cách thức mạnh mẽ như vậy, con rốt cuộc định làm gì thế hả? Con muốn dùng mảnh đất đó và công ty của con để làm một cuộc giao dịch với ông. Con muốn mời ông thông báo khắp thành phố Cố Vân Trì con muốn cưới Hứa San làm vợ. Con vì một người phụ nữ lại mất lý trí đến mức này. Con căn bản không xứng làm người thừa kế của nhà họ Cố ta. Con có thể đưa ra một tuyên bố không bao giờ thừa kế tài sản của nhà họ Cố. Hơ hơ, ta đích thân bồi dưỡng ra vuốt nhọn người thừa kế của nhà họ Cố, nhưng ta không thể ngờ rằng có một ngày con lại dùng cái vuốt nhọn đó để bảo vệ người khác. Cô ấy là người nhà của con hãy suy nghĩ cho kỹ. Con rời bỏ nhà họ Cố, cô ta chẳng còn gì để trục lợi, sớm muộn sẽ bỏ con thôi. Cô ấy sẽ không làm vậy, dù con có là một tên ăn mày khốn đốn, cô ấy vẫn sẽ luôn bên con, cô ấy cũng sẽ luôn theo bên cạnh con. Mày điên thật rồi. Ông nội, những lời cần nói con đã nói hết rồi. Cô ấy thực sự là một cô gái tuyệt vời, con không muốn bỏ lỡ nữa. Trước đây con vì che giấu thân phận đã để mất cô ấy một lần, cho nên con sẽ dốc hết khả năng của mình bảo vệ cô ấy suốt đời. Anh nhanh vậy đã về rồi à? Trái tim anh luôn thuộc về em, sớm đã muốn quay về rồi. Tặng cho em. Làm gì vậy? Cái tiệm này cũng là của anh. Muốn bỏ cuộc chạy lấy người à? Anh có thể kể cho em nghe chuyện gia đình anh được không? Anh từ nhỏ bố mẹ đã mất vì tai nạn máy bay. Ông nội luôn muốn đem anh bồi dưỡng thành người kế nhiệm, nhưng mỗi một chuyện mà anh làm, thậm chí là ăn cơm, dáng đi, cử chỉ đều có quy định nghiêm ngặt, khó trách sao anh lại giỏi như vậy. Giỏi ư? Nhưng ông nội càng coi trọng người nào, người đó sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, lúc nào cũng có thể bị đặt vào chỗ chết, giống như trước khi anh gặp được em vậy. Anh trên máy bay riêng của mình, ôm lấy sự tiếc nuối và bất cam của nửa đời trước mà nhảy xuống, nhưng anh không chết, bởi vì anh đã gặp được người quý giá nhất trong đời của mình. Hóa ra trước kia anh đã sống khổ sở như vậy. Anh từng thường xuyên một mình đi đến Manchester, không có bạn bè, không có người yêu. Khi tâm trạng không được vui, anh thường đến trang trại ở đó để cho bộ câu ăn. Có thể trong mắt người ngoài, người sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh chẳng thể nào hiểu được nỗi khổ của đời người, nhưng những đứa trẻ bị tổn thương bởi chính gia đình đều có chung một nỗi bất hạnh. San San, vì vậy bây giờ anh hy vọng có anh ở đây, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Cố Vân Trì, em biết em có thể dựa vào anh. Em cũng biết rằng anh là một người đàn ông đáng tin cậy, nhưng là một người phụ nữ mà nói, em cảm thấy do dù bất cứ lúc nào cũng không thể mất đi khả năng kiếm tiền. San San, không muốn em vất vả như vậy. Dù sao em cũng phải học cách để đi một mình. Hơn nữa, em thấy người nhà họ của anh không dễ đối phó. Nếu ngay cả có chút sóng gió bên ngoài mà cũng không chịu nổi thì sau này làm sao em đối mặt với họ đây? Em nói gì cơ? Em nói là em đã sẵn sàng bước vào thế giới của anh rồi. Sau khi em biết được thân phận thực sự của anh, em thật sự đã nghĩ đến việc rời xa anh. Em chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường, không muốn lấy một người giàu có. Vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ? Bởi vì sau đó em phát hiện cuộc đời em không thể không có anh. Thân phận, tên tuổi chỉ là nhãn hiệu đặc trưng của một người. Cho dù anh là Cố Vân Trì hay là Ngô Phong đều không quan trọng. Anh vẫn không hề thay đổi, và em cũng vậy. San San, em tha thứ cho anh rồi à? Đưa điện thoại anh cho em. Vợ,
Em muốn kiểm tra à? Nếu thật là kiểm tra, thì chứng tỏ mình ở trong lòng cô ấy vẫn rất có địa vị. Mật khẩu là sinh nhật của em, đừng chỉ đọc tin nhắn, những thứ như email hay lịch sử cuộc gọi. Em cứ xem hết cả đi. Gần đây thì người mà anh liên lạc thường xuyên nhất chính là mấy người thân cận của anh ở thành phố trung tâm, nam đó. Chả nè. Nhanh vậy sao, em không có xem điện thoại của anh. Vậy thì em xem cái gì? Ừm, anh không phải đã nói muốn quay lại. Ngày đầu tiên chúng ta mới quen biết nhau sao? Cái ngày này chính là ngày mà chúng ta kết hôn. Vậy chúng ta hãy làm quen lại từ đầu. Anh tên là Cố Vân Trí. Mặc dù gia đình có chút tiền, nhưng con người này của anh chẳng có bản lĩnh gì hết, chỉ thích ở bên vợ, để vợ nuôi cả đời. Xin chào, em tên là... Đừng đuổi theo nữa, đừng đuổi theo nữa. À, ha ha ha, Tô Thượng Kinh. Hi Tam Ca. Hi, chào chị dâu xinh đẹp. Vừa nãy con chó lớn lông vàng ngoài kia làm em giật cả mình. Tiêu hoa cho em đó hả? Cái anh Tô thiếu gia này, đừng nói là người bạn tù thường mượn tiền anh, mà anh hay nhắc tới nhé. Hả, cái gì cơ? Danh tiếng cả đời mình chỉ vì vài ba câu của Cố Vân Trí thì đã bị hủy hoại rồi sao? Đúng là tạo nghiệp thật mà. Vậy thì chúng ta hãy làm quen lại từ đầu đi. Thông tin của cậu ấy trước đó chẳng phải em thuộc lầu lầu sao? Sau đó xảy ra một vụ tai nạn xe, anh không cần giới thiệu thêm đâu nhỉ? Ế, như vậy sao mà được hả Tam Ca? Những thông tin trên mạng toàn nói bậy bạ, không thể mô tả hết một phần vạn tài năng của tôi. Chị dâu à, chị nhất định phải làm quen lại tôi từ đầu. Mặc dù tôi trông có vẻ hơi lăng nhăng, nhưng thực ra tôi rất trung thủy. Chỉ là vì tôi quá đẹp trai mà thôi, nên thường xuyên bị người khác ghen tị, bao gồm cả cái anh Cố Vân Trí này của nhà chị. Anh xem ra đẹp trai cũng là cái tội, suốt ngày bị người ta nhắm vào. Em xem, đó chính là phòng tân hôn của chúng ta, nhà mới ở thành phố trung tâm. Cũng quá lớn rồi đó. Ba chúng ta làm sao ở hết được chứ, ai nói chúng ta chỉ có ba người hả? Sau này chúng ta sẽ còn có con, và rất nhiều người thân ở cùng. Đến lúc đó em sẽ bận rộn lắm đấy. Em đã nói em không làm bà nội trợ đâu. Em muốn có thế giới riêng của mình, cho nên anh phải nói cho em biết một chuyện vô cùng quan trọng. Là chuyện gì? Mời cô Hứa tiếp quản dự án khu đất tại ngoại ô phía tây thành phố trung ương, đem mảnh đất này phát huy hết giá trị kinh doanh cao nhất có thể. Cái gì? Không được, em chẳng biết gì hết. Chẳng ai sinh ra đã biết tất cả. Em hãy bắt đầu từ đầu, vừa làm vừa học, sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà em, San San, em sẽ làm được. Em phải tin vào chính mình. Vậy thì em chỉ có thể cố gắng thôi. Tam gia, đây chính là cô Hứa phải không? Cô đến đây làm gì? Ông nội bảo anh về nhà. Ông ấy biết Phương Hàn, khuyên không được anh, nên chỉ có thể để em tới đây. Phương Hàn là người đáng tin cậy nhất bên cạnh Cố Vân Trí. Ngay cả Phương Hàn cũng không thuyết phục được. Người phụ nữ này vừa xuất hiện là có thể thuyết phục được sao? Ai ra Vân Trí, chúng ta hãy nhanh chóng trở về thôi. Đừng để ông nội ông ấy phải lo lắng chờ đợi. Ồ, đúng rồi cô Hứa, cô gặp phải chuyện phiền phức gì sao? Không thì sao lại khiến cho Vân Trì nhà chúng tôi nóng lòng như vậy? Ngay cả việc cũng không làm nữa. Vậy à? Vậy anh mau quay về đi, em làm trễ việc của anh rồi. Cô Hứa, nếu như cô thực sự gặp phải rắc rối gì, thực ra có thể nói với tôi mà. Tôi với Vân Trì là tình cảm gắn bó từ khi còn nhỏ. Bạn của Vân Trì chính là bạn của tôi. Cô à, cô nói sai rồi, chúng tôi không thể coi như là bạn. Cái gì? Cái gì? Vậy cô Hứa, tôi và Vân Trí là tình cảm đã trao đổi nhẫn với nhau,
cô nói xem chúng tôi là gì nào. Được rồi, anh mau trở về làm việc đi, cố gắng phát triển sự nghiệp của anh, không cần quá lo lắng cho em. Được, anh rất nhanh sẽ về thôi. Ừ, đi đi. Mảnh đất ở ngoại ô phía tây, Vân Trì con cứ toàn quyền phụ trách là được. Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vâng, ông nội. Nếu như anh hai không tham gia nữa, vậy nhà họ Vương trước giờ luôn là đối tác hợp tác đắc lực nhất của chúng ta. Vân Trì, ta hiểu suy nghĩ của con. Ta không bắt ép con phải cưới Vương Hân Mạn, nhưng con cũng không thể chỉ chấp nhận một mình Hứa San. Ông nội, được rồi, ta mệt rồi, không muốn nói về chuyện này nữa. Sau này trong công việc hãy phối hợp thật tốt với Hân Mạn. Có thể con sẽ phát hiện Hứa San không hợp với con. Vân Trì, lễ ký kết với bên Pháp tuần này em đã chuẩn bị xong cho anh rồi. Vân Trì à, em làm tất cả mọi thứ đều là vì anh cả đó. Bây giờ chúng ta có thể làm việc cùng nhau rồi. Em rất trân trọng cơ hội lần này. Em thà rằng vạch tim mình ra cho anh xem. Chỉ cần anh gật đầu thì em sẵn sàng đem tim của mình vạch ra cho anh em. Thật à? Thật. Được thôi, ra tay đi. Sao vậy hả? Vừa nãy không phải em nói muốn vạch tim ra sao? Vân Trì, ý của em là em có thể cho anh tất cả mọi thứ, vậy nên cô cần tôi giúp một tay. Không phải, Vân Trì, vạch tim ra mà em nói là một cách nói ẩn dụ. Là thế thì tôi thật sự xin lỗi. Con người này của tôi tư duy khá là thẳng, chỉ hiểu được ý nghĩa đen mà thôi. Tôi còn tưởng rằng cô thực sự sẽ moi tim mình ra. Anh đang đùa với em đúng không? Tôi không biết đùa với người lạ. Vân Trì, giờ anh nói là anh không quen biết gì với em. Ông nội em có nói rồi, chuyện hôn sự của chúng ta, quyền quyết định cuối cùng thuộc về ông ấy. Thôi chết, bận cả buổi sáng lại không chú ý tới, đã đến giờ ăn trưa rồi. Vợ à, em đừng hiểu lầm nhé. Đói bụng chưa? Những món này đều là món anh thích nhất, mau ngồi xuống ăn cùng đi. Wow, nhiều món dữ. Nè, vợ ăn trước đi. Đến đây nào chồng. Ừm, anh cũng ăn đi. Ừm, cô Hứa, cô thật là khéo tay hay làm nhỉ. Những món cô làm ra, màu sắc, hương thơm, mùi vị đều đủ cả. Không biết tương lai ai có được may mắn như vậy, cưới được cô Hứa đây. Phúc phận này là duy nhất của Vân Trì, không ai có được. Ha ha, vậy à? Cửa của nhà họ Cố không phải cứ muốn vào là được đâu. Cửa của nhà họ Cố tôi không thèm, điều quan trọng nhất là bây giờ trái tim của Vân Trì đang ở chỗ tôi. Đây là phòng làm việc của Vân Trì. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, nếu không có việc gì khác, nhân viên công tác vui lòng trở về đi. Hừ, đồ tiện nhân, dám tỏ thái độ bà chủ với tôi ư? Sức chiến đấu của vợ anh thực sự không phải dạng vừa đâu. Ê, em đang làm gì vậy? Bữa cơm này không phải cho anh ăn sao? Đồ vô dụng, hễ gặp người đàn ông này là lại mềm lòng. Cái bệnh quỷ gì đây? San San. À đúng rồi vợ à, tuần này là sinh nhật của ông, chúng ta nên về thăm một chuyến. Sao anh không nói sớm? Ai ra, anh lo là em sẽ cảm thấy căng thẳng, không có kịp thời nói cho em biết chuyện này. Thôi anh đừng ăn nữa. Này, khoan đã.
Đừng căng thẳng. Sau này, em sẽ là bà chủ của ngôi nhà này. Em biết. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên em tham gia bữa tiệc gia đình nhà anh. Trước đây ai đó từng nói, phải cố gắng bước vào thế giới của anh. Nhanh vậy đã quên rồi sao? Được. Vậy thì em sẽ dũng cảm mà bước tiếp. San San. Thiếu gia cô hứa nên. Cút. Má ơi, hết cả hồn à. Chiếc váy này em chọn được đó. Em xem, tất cả mọi người đều đang nhìn em. Anh chọn cho em có thể sai được sao? Wow. Chị dâu, chị thật sự là rạng rỡ quá đi. Cảm giác tam ca của tôi mới chính là cô gái lọ lem, miệt mài vất vả ở Giang Thành. Ngụy trang biết bao lâu, cuối cùng lại đưa về cô công chúa xinh đẹp nhất thế giới. Hóa ra tôi thiếu gia không những vừa đẹp trai mà tâm hồn cũng thú vị như vậy. Ừ, đương nhiên rồi. Tam ca, đây là rượu của tôi. Đừng lúc nào cũng lảng vảng trước mặt vợ tôi. Việc tôi dặn cậu làm đã làm xong chưa? Hừ, cố mặt dày. Tạm biệt. Tam gia, lão gia tìm cậu tới thư viện nói chuyện riêng. Anh cứ đi làm việc đi, đừng lo cho em. Vậy em hãy ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Dẫn đường đi, được mời. Tiêu, cô Hứa cũng đến à? Cô Vương chào cô. Cô Hứa, cô đến nơi này e là không hợp cho lắm. Tôi là vợ của anh ấy, có chỗ nào không hợp? Vợ ư? Ha ha ha. Cô Hứa à, có một số chuyện chị bình cố Vân Trí thích cũng chẳng có ích gì. Cô không có gia sản tương xứng với Vân Trí, kiến thức và khả năng tương xứng. Cho dù sau này hai người có kết hôn thì có thể đi được bao xa chứ? Ha ha ha. Cố đại lão ra tới. Chúc cố đại lão ra phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Ha ha ha. Cảm ơn mọi người đã đến chúc thọ cho lão già này. 3 năm trước tôi đã nói muốn cố Vân Trì cháu trai của tôi kế nhiệm vị trí trưởng nhà họ cố, nhưng điều kiện là nó phải kết hôn. Bây giờ nó đã tìm được người bạn đời tương lai của mình. Đại tiểu thư nhà họ Vương, cô Vương hân mạn. Cái gì? Gia đình họ Vương và họ cố là thế sao? Về sự lựa chọn của Vân Trì tôi rất hài lòng. Tại đây tôi xin mời mọi người cũng gửi lời chúc mừng đến hai người mới. Được. Chuyện này không thể nào. Tại sao lại vào đúng lúc này? Phương Hàn và Tô Thượng Kinh cũng đều không có mặt. Cô Hứa San, xin chào. Tôi là cố Vân Châu, người từng mời cô tới thành phố trung tâm gặp mặt. Hôm nay cuối cùng đã gặp được người thật rồi. Cố Vân Châu, anh là anh hai của Vân Trí. Vậy anh có biết tại sao Vân Trí lại bỗng nhiên đồng ý hôn ước với Vương Hân Mạn không? Rõ ràng lúc nãy anh ấy dẫn tôi vào còn nói, nè nè nè, Vương gia và cố gia liên hôn, bộ lạ lắm sao? Nó ở cùng cô mới không bình thường, tinh thần thất thường. Cô không biết đâu, cậu em trai này của tôi bề ngoài thì rất nghiêm túc, nhưng thực chất chơi bời hơn cả tôi. Nếu cô Hứa vẫn chưa chơi đủ, có thể đến chỗ tôi. Cô cười cái gì? Tôi cười anh nóng vội quá rồi. Nóng lòng muốn tôi phản bội Vân Trì như vậy là sợ tôi làm lớn chuyện, làm hỏng chuyện tốt của mấy người chứ gì. Một cô gái nhà quê như cô thì có thể làm được gì? Nếu như hôm nay có người đã cướp kịch bản nữ chính của mình, vậy thì mình sẽ dùng cách của nữ phụ để phá vỡ tình thế. À, người phụ nữ điên này, cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi không thích người khác chạm vào chồng tôi.
Vân Trì bây giờ là người đàn ông của tôi. Tôi đã nói từ trước, có một số phụ nữ vốn chẳng xứng với anh ấy. Trước đây tôi chỉ là chơi đùa với cô thôi, cô vừa nãy cũng đã thấy tôi đưa ra lựa chọn rồi. Nè, chúng ta chấm dứt với nhau đi. Chấm dứt ư? Cô Hứa, Vân Trì đã nói rất rõ ràng rồi. Nhà họ Cố tôi không có nhỏ mọn đâu. Tình cảm và thân thể của cô, chúng tôi đều sẽ bồi thường. Cô cứ ra giá đi. Tôi chỉ muốn... Cố Tam gia trả lời tôi một câu hỏi. Hừm, đúng là thú vị thật đấy. Câu hỏi gì vậy? Anh có còn nhớ hôm qua chúng ta đã kêu Phương Hàn mang quà gì tới cho Cố đại lão gia không? Tôi không muốn trả lời. Không muốn trả lời hay là vốn chẳng hề biết? Hả? Chuyện này là sao Phương Hàn đâu? Phương Hàn và Tô Thượng Kinh là hai người được Vân Trì tin tưởng nhất. Bây giờ cả hai đều không có mặt. Lão gia à, ông hãy thử nhìn xung quanh xem còn có người đáng tin cậy nào khác không? Nhà đầu cô cũng tinh tế thật đấy. Nhưng Vân Trì là cháu trai của tôi. Tôi không nhận nhầm đâu. Vân Trì đúng là cháu trai của ông. Anh ấy cũng là người tôi yêu. Nhưng người này hoàn toàn không phải. Con bà thối này, đứng yên đó. Đứng yên hết đó. Ai dám động đây? Sinh nhật hôm nay của ông cụ, tôi sẽ biến nó thành ngày rỗ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắn ta không phải là Cố Vân Trì, hắn là Ngô Phong. Ngô Phong ư? Sao mày lẻn được vào nhà họ Cố của tao? Bởi vì hắn là con rối mà tôi chuẩn bị cho Cố Vân Trì. Nếu như đã tới nước này rồi, vậy thì để cậu trở thành người xử chém giúp tôi có được nhà họ Cố. Khốn kiếp tao mà ông nội mày đó. Thế thì đã sao? Từ nhỏ đến lớn, trong lòng ông chỉ có Cố Vân Trì. Ông cứ luôn bảo vệ cho nó. Còn một chuyện nữa, vụ tai nạn máy bay trước đó của Cố Vân Trì là tôi làm đấy. Đó là vì ngươi vốn chẳng bằng được anh ấy, Hứa San. Tôi thực sự không ngờ Ngô Phong diễn tốt đến như vậy, vẫn bị cô nhìn ra. Vậy thì hôm nay cô hãy cùng xuống chung địa ngục với bọn chúng đi. Ở đây là nhà họ Cố, mày nghĩ mọi người sẽ đứng nhìn tên khốn kiếp mày đại nghịch bất đạo sao? Cho nên tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu, thay thế tất cả người hầu trong buổi tiệc bằng người của tôi. Ông nội à, đi thôi. Không biết tình hình của chồng mình thế nào rồi, nhưng bây giờ mình nhất định phải bảo vệ gia đình anh ấy như anh ấy đã bảo vệ người nhà mình vậy. Bây giờ tôi sẽ tiễn ông lên đường. Cô dám phá hoại chuyện tốt của tôi. Lục Sơn, mày dám phản bội tao? Xin lỗi nhé, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đứng về phía một tên biến thái. Tránh ra. Lão gia đã để ông phải sợ. Người của Tam gia bị Cố Vân Chu chuyển lời giả nhốt lại. May mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Người của họ đã bị bọn tôi khống chế rồi. Sao giờ anh mới tới? Anh có biết lúc nãy em sợ lắm không? Xin lỗi nhà vợ, làm em lo lắng rồi. Nhưng mà anh biết, em nhất định sẽ nhận ra anh. Cô Hứa San, cô có muốn gả cho tôi không? Vân Trì, sao anh có thể cầu hôn với cô ấy? Lúc nãy ông nội đã tuyên bố rồi, con dâu nhà họ Cố là Vương Hân Mạn tôi. Vân Trì, cút đi. Ông nội, ta tôn trọng sự lựa chọn của Vân Trì. Hứa San, cô có tư cách gì trở thành con dâu nhà họ Cố? Tôi có nhà họ Vương có thể giúp nhà họ Cố huy hoàng thêm mười mấy năm nữa. Cô có của hồi môn gì? Cô như vậy sẽ hại chết Vân Trì. Tôi, thứ của hồi môn ư? Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, tôi đã làm công chứng. Cô Hứa San sẽ đem theo ba công ty của tôi và mảnh đất ở ngoại ô phía tây để gả cho tôi. Cái gì? Này đủ rồi. Ý là bây giờ chúng tôi tất cả đều phải làm công cho chị dâu rồi. Cố Vân Trì à, anh làm ra một vụ lớn như vậy, sao anh dám chắc rằng tôi nhất định sẽ đồng ý gả cho anh chứ? Hả? Không lẽ mình chơi tới bị lật xe rồi?
Tôi Cố Vân Trì xin thề với trời, Hứa San là người vợ duy nhất đời này của tôi. Cho dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy, không bao giờ rời xa, cho đến răng long đầu bạc. Anh cái đồ ngốc nghếch, tiền thệ kết hôn bị anh nói hết cả rồi. Thế còn em, có chịu theo anh suốt đời không? Tôi đồng ý. Vợ ơi, trước kia anh luôn nghĩ thế giới của anh rất lớn. Tôi sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Ngay cả khi gặp được em, anh cũng chỉ tưởng em chỉ chiếm có một góc trong thế giới của anh. Bây giờ anh mới hiểu, thực ra cả thế giới của anh chỉ có mỗi góc đó mà thôi. Ê ê ê, dừng lại nào. Chỗ chúng tôi kết hôn có một quy tắc, đó là chân của cô dâu nhất định phải đạp lên chân của chú rể. Cái việc dẫm chân này là muốn nhắc nhở chú rể một chút, ý nghĩa là mãi mãi không được bắt nạt vợ. Vợ luôn được đặt ở bên trên. Nè nè, luôn phải đặt ở trên, vậy không nên đạp chân mà phải đạp lên đầu. Thấy tôi nói đúng không? Đạp đầu, đúng vậy, đạp đầu đi. Chị dâu nhỏ, hôm nay Cố Tam gia chúng tôi đạp chắc rồi. Nè, dù sao cũng chỉ là một nghi lễ, hình thức thôi là được rồi, không cần thiết phải đạp thật đâu. Như vậy đâu có được, câu nói đó là thế nào nhỉ? Đàn bà không ác, địa vị như giáp. Hôm nay cô đạp anh ta nhẹ như vậy, không sợ anh ta sau này lên mặt à? Tô Thượng Kinh, nè anh muốn gì? Tôi đề xuất thôi mà. Vì vậy xin lỗi nhé Tam ca. Các người muốn làm gì? Cố gia đạp chân không đủ tê. Mấy người bọn tôi thay Hứa San đạp anh. Phương Hàn, cậu cũng tới à? Thiếu gia à, chủ yếu cơ hội ngàn lần có một, phải không nào? Vì để làm cho vợ vui. Cố nhịn một chút nhé. Hehehe, nè nè nè, chúng ta thật sự sẽ đạp lên đầu anh ta chứ? Ố, đừng, 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 đạp hỏng rồi tôi sẽ đau lòng lắm đó. Trời ạ, đau lòng cái gì cơ chứ? Mấy người làm gì vậy? Ai yo 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 nào tới đi, chị dâu nhỏ cô trước đi. Thọt lét anh ta, này, các người quá đáng rồi đó.